Ngồi nói chuyện tí cho đỡ đau đầu. Được cái là đầu năm nó cũng bị mấy hôm nay nó cũng nhiều cái để suy nghĩ ấy. Mấy cái thứ hai là cờ tướng thì vừa mới ấy thì nó đau đầu. Còn đánh cờ tướng thì đôi khi là bây giờ các ông ấy xem, nhưng mà nó cũng phải xen kẽ giữa cái việc mà ngày xưa tôi có nói với các bạn ấy. Mục đích của cờ tướng là các bạn biết đến tôi đã. Biết. Xong rồi từ những video như thế này thì các bạn sẽ tin. Xong rồi nó khi muốn các bạn muốn kiếm tiền hay cái gì đấy mà các bạn cái ông em đéo gì đấy, ông có em, ông em ông bảo là bán những cây bưởi mà tiền 100 triệu ấy. Thằng đéo gì nhỉ, quên mẹ tên rồi, lâu lâu lại quên tên rồi. Em nó bảo là hỏi xem là cái quên, bây giờ quên tên rồi, cái đéo gì kiến trúc sư nhỉ, hỏi xem là cái người loại này, người này bán những cái cây mà tiền 100 triệu, tiền 100, 200, 300 triệu ấy một cây thì có khó không. Thì tôi bảo là đấy là các bạn bán hàng những cái cây như thế, các bạn chỉ dừng lại ở cái việc là các bạn bán hàng ấy, chỉ dừng lại để ở cái việc là người ta biết đến các bạn thôi. Còn một cái chu chu trình của bán hàng, bán được hàng và kiếm tiền ấy, nó phải trải qua, mà để kiếm tiền dễ ấy, nó trải qua nhiều khâu, ít nhất là khoảng tầm 5 khâu là người ta biết đến các bạn, xong người ta tin, biết hiểu, biết xong rồi hiểu hiểu các bạn như nào, xong rồi đến mới đến tin, tin xong rồi mua, mua xong rồi thành cuối cùng đến fan trung thành. Fan trung thành thì nhiều khi người ta fan trung thành người ta sẽ giới thiệu khách cho các bạn. Thì lúc ấy là, tức là bây giờ ví dụ như tôi quen một một người giàu, người ta mua hàng của mình, nhưng mà người ta chỉ dừng lại ở cái việc là biết tin hiểu thôi, chứ còn người ta chưa thành fan, biết hiểu tin mua, xong rồi người ta chưa thành fan, cho nên người ta sẽ không giới thiệu cái người giàu cho các bạn nữa. Còn thường người giàu thì chơi với người giàu, một thằng giàu thì nó chơi với khoảng tầm chục người giàu đấy. Thế nếu các bạn bán hàng được cho người giàu thì là các bạn sẽ bán được cho những người người giàu khác, là bạn bè đồng trang lứa rồi các cái mối quan hệ của người ta ấy. Thì ở cái video buổi sáng à, buổi buổi sáng à, tôi có nói cho các bạn nếu các bạn bán cho người nghèo ấy thì thường là các cụ cũng có nói đấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người nghèo thì thường chơi với người nghèo. Và các bạn bán một sản phẩm nước hoa mà 200 nghìn thì các bạn lãi được khoảng tầm 80 hay 100, 120. Cái đợt nước hoa có 200 nghìn, à 20 nghìn thôi. Các bạn bán được 200 nghìn. Thì người nghèo thì là đã là nghèo rồi thì các bạn bán hầu như là lãi được 80 nghìn hay là 120 một lọ nước hoa, là sau đấy các bạn dừng lại. Người ta mua về thì thường là 200 nghìn xong về người ta còn tiếc ấy. Tiếc ấy. Còn đôi khi bán cho người nghèo thì đôi khi các bạn bán được lọ nước hoa thì các bạn lãi được 120. Còn ngoài ra các cái tiện ích trong cái mối quan hệ là hầu như các bạn không tận dụng được. Còn nếu mà bán hàng hay là quen biết với người giàu, các bạn được rất là nhiều thứ, cả vô hình và hữu hình. Thì hôm sáng nay thì tôi có nói với các bạn cũng nhiều thứ trăn trở. Còn cái video này tiêu đề là tu thân, xong rồi dừng lại luôn. Còn các bạn thường nghe cái câu là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhưng mà nếu mà các bạn tu thân rồi, đã đến tu thân rồi thì đến cái giai đoạn tề gia là các bạn đã buông rồi. Gia giết các thứ là buông, vợ thích thế nào thì thích. Tu thân đến khi các bạn tu thân rồi hầu như các bạn buông luôn, đéo thèm tề gia luôn. Tức là tề đến một cái giai đoạn là đấy thôi. Tao nói một lần hai lần không nghe thì thôi. Đấy, có ra sao thì mai sau mày chịu trách nhiệm. Xong rồi những cái ông triết gia các thứ là toàn bà vợ hâm hâm. Thế là ông ấy động viên và ông ấy nói nếu mà vợ không hâm thì tôi không thành triết gia. Đấy, các ông tỷ phú hay các thứ gì nó thế, kiểu kiểu vậy. Còn khi các bạn nói về cái vấn đề người giàu ấy, nó tùy theo cái vấn đề là thường là cái giai đoạn này là giai đoạn kim tiền. Thì các bạn nghĩ là người giàu là người nhiều tiền hay thế nọ thế kia. Nhưng mà tôi thì tôi ở trong các video thì tôi ghi chứ tiêu đề là làm giàu. Thì thường là các bạn nghĩ luôn là chắc thằng này nó lại nói về cái vấn đề nhiều tiền mấy các thứ. Nhưng tôi bảo làm giàu thì cái trí tuệ đầu tiên, à cái tiền đầu tiên, xong đến cái trí tuệ, xong rồi vấn đề các cái vấn đề tâm linh nữa đấy, nó đi sau. Thì tôi cũng kể nhiều câu chuyện mà cái ông mà bộ óc vĩ đại nhất của loài người còn tồn tại ấy, ông ấy đi ăn xin ăn mày, không phải cứ ăn xin ăn mày mà ông ấy sống như kiểu người vô gia cư ấy. Xong rồi ai hỏi ông ấy là tại sao không nhận giải thưởng này, không nhận giải thưởng kia, giải phiêu viết các thứ gì, giải Nobel nó biết trao cho ông ấy, ông không thèm nhận.
Ông bảo khi mà tôi đã biết cái sự vận hành của vũ trụ, tôi biết thế nọ thế kia, con người chỉ là trăm năm trong cõi người ta thì nó quá nhỏ bé so với bao nhiêu nghìn năm hoặc bao nhiêu tỷ năm, thì tôi còn cần 1 triệu đô để làm cái gì đấy. Còn bây giờ ví dụ như con người ta thì cứ nghĩ là, các bạn cứ nghĩ là, còn tôi thì cái công cụ mà để tôi nghe nhiều, tôi ấy nhiều, thì tôi có chia sẻ với các bạn thực tế nhất, thì từ cái khi mà mình ra sông Hồng ấy, nó mình nhìn về sông Hồng, xong rồi nó khi mới đang kể cho các bạn cái sông Hồng ấy, là tôi cũng là ở trong 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 người tôi mới cái đầu óc mình mới ấy đó, các thứ là mình cũng cảm giác nó lâng lâng ấy, tại vì nó bồi hồi, nó xúc động. Mình ra sông Hồng thì mình thấy bảo con người ta cũng cùng lắm là, nếu mà khoa học người ta có ấy thì là con người ta sống thọ nhất thì đến 125 năm hay sao, 200, tức là hình như 125 tuổi. Từ trước cái này những cái câu chuyện mà ông nọ ông kia mà sống quá 125 năm là người ta chưa kiểm chứng được, các thiền sư với các thứ, xong rồi đắc đạo, xong rồi ví dụ như là cái ông gì nhỉ, ông gì ông não tử mấy các thứ hay gì đấy, là có thể là người ta đắc đạo, xong rồi người ta ẩn khuất, có thể người ta mấy nghìn năm người ta không không toay đâu, người ta không chết đâu, nhưng mà không có cái công cụ khoa học để kiểm nghiệm. Còn cái định lý hay định luật gì của y tế mình ấy, là loài người, tức là con người ta này này, đến hiện tại bây giờ tuổi thọ ấy nhất là 125 tuổi là phải phải toay, tại vì sống đến một cái giai đoạn nào đấy là các cái tế bào mới nó bị thoái hóa dần, nó kiểu nó não hóa dần và không thể sản sinh được. Còn mai sau nếu mà khoa học nó phát triển thì có thể là cái chúng ta đưa cái trí tuệ, cái nhận thức, cái tâm linh của chúng ta lên lên có gọi là đám mây hay cái đéo gì, hoặc là cắt cái đầu này, xong rồi tất cả các cái phần thân này chỗ nào hỏng là bố mày thay bằng máy móc hết. Ví dụ cái tay này là thay bằng tay tay ấy, xong rồi cái tay này thì nó lại thay bằng cái khác, xong rồi não chúng ta có thể mai sau. Nhưng mà thường ra đấy là cái mà các cái câu chuyện mà các bạn xem ở các cái bộ phim viễn tưởng với các ấy. Còn đến hiện tại bây giờ thì cái định lý hay cái định luật gì, người ta vẫn bảo là tuổi thọ của con người cùng lắm đạt đến 200 bao nhiêu nhiêu tuổi thôi, à 100 bao nhiêu, 125 thì phải, là phải toi. Đấy, còn các bạn đi tìm kiếm những cái liều thuốc trường sinh với các thứ ấy, trường sinh thì nó lại chia ra nhiều loại, ví dụ là trường sinh về sinh học, tức là bất tử sinh học, tức là bố không tự hại bản thân thì là không ấy thôi, chứ còn các bạn có thể ví dụ không bị bệnh tật với các thứ ấy. Còn nếu mà cái định luật tí nào người ta vẫn kiểm nghiệm như thế, các bạn nên báo chí hay là các bạn tự tìm hiểu là các bạn biết. Thì mình ra sông Hồng thì mình thấy là cái dòng sông này nó nghìn bao nhiêu nghìn năm rồi, nó vẫn tồn tại như này, sông Hồng nó như thế này, mặc mọi thứ đổi thay, xong rồi con người chiến tranh mới thế nọ thế kia, chúng ta chỉ cùng nắm bất quá là 100 năm đấy, nếu mà có cái tuổi thọ cao nhất thì 125 năm. Thì đấy là cái công cụ mà mình nhìn như thế, xong rồi mình đọc về đạo rồi các thể loại các thứ, xong rồi nhất là mình nghe về thiên văn đấy, về vũ trụ, về vận tốc ánh sáng. Vận tốc ánh sáng là vận tốc giới hạn, bây giờ khoa học là người ta bảo như thế, vận tốc ánh sáng là 3 x 10 m trên giây ở đấy, kiểu như thế, 3 x 10^8 m trên giây thì phải, đấy là vận tốc giới hạn. Bây giờ chúng ta chưa đến đến 0,01% của vận tốc ánh sáng đâu, cho nên nếu mà các bạn muốn du hành thế nọ thế kia là còn chờ. Còn nếu các bạn đạt đến vận tốc ánh sáng hoặc vượt qua vận tốc ánh sáng thì nó thế nọ thế kia đấy các bạn. Đấy là những cái công cụ mà mình nghe hàng ngày hoặc là xem hàng ngày để mình biết là con người ta là quá nhỏ bé để mình tu thân đấy. Đến khi mà các bạn biết như thế thì tôi mới nói là bình thường các bạn thường nghe là cái từ là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhưng mà nếu các bạn tu thân đến đến giai đoạn tu thân mà các bạn tu rốt ráo, các bạn tu thân tốt rồi thì hầu như các vế sau các bạn buông đến tề gia rồi, nói con vợ nói thằng cô con một lần hai lần thì lại nghiệm ra là nó là chúng sinh ở đâu nó đến ấy, chứ nó cũng không phải là của gì của mình cả. Đấy, của gì của mình cả mà mình phải bắt buộc nó đi theo một cái đường ray mà mình định sẵn đấy. Cho nên đến khi các bạn tu thân tốt rồi là hầu như các bạn buông buông cả tề gia luôn, còn trị quốc với bình thiên hạ cái mẹ gì nữa. Cho nên là thường ở đây tôi ghi là tu thân chấm, xong rồi trị quốc bình thiên hạ mới tề gia ở cái vế sau nó là ấy. Còn ông nào chưa tu thân đủ tốt thì các ông lại nghĩ đến là phải tề gia, phải cái này của tao đấy, phải nuôi dạy con cho tốt mới thế nọ thế kia. Nhưng mà tốt là bạn nghĩ là tốt, nhưng mà cái lứa tuổi nó cần phải trải nghiệm để nó vấp ngã. Còn như như con cái thủy mà nó nuôi dạy dạy con là nó mong là con nó luôn luôn thành công mới thế nọ thế kia, nhưng mà lại không muốn cho nó vấp ngã. Tức là chưa có thằng nào mà muốn thành công mà lại không vấp ngã cả, phải sai thì mới biết mà sửa chứ.
Bây giờ ông không sai, ông luôn luôn đúng thì làm đéo có chuyện ý. Đấy, TikTok người đang phát đây, đang 392 người đây. Còn tôi nói thật cho các bạn là đôi khi là trong cuộc sống mà các bạn muốn thành công thì các bạn quản lý thời gian và các bạn tiết kiệm được cái thời gian. Thời gian trong cái việc bạn xem ai, nghe ai, theo dõi ai. Còn nếu mà ông nào mà còn những cái câu hỏi đấy là tiết kiệm thời gian thì nó gồm nhiều yếu tố lắm. Tôi thấy ở trên mạng là tôi cũng bảo với các bạn là hầu như tôi không dùng cái mạng xã hội. Đến Zalo bây giờ tôi còn chả dùng. Tôi phát như này xong các ông chửi bới hay là các bạn bình luận hay các bạn chia sẻ hay là thả tim hay thả cái gì thì tôi không quan tâm đâu, thật. Phát xong là nó là như kiểu nhật ký của mình. Giúp đỡ ai được thì giúp, không giúp thì thôi. Còn những cái người ta không hiểu mình thì hoặc là người ta ghen tị hay thế nọ thế kia thì kết quả người ta nhận được là người ta không thành công. Thành công hay là không thành công thì nó tùy theo cái hạn mức, cái ước mơ của các bạn thôi. Nếu các bạn bây giờ lương đang 5 triệu mà muốn lên 7 triệu thì cứ lên 7 triệu là các bạn thành công. Nhưng khi các bạn lên 7 triệu rồi các bạn lại muốn lên 10 triệu thì cứ lúc ấy các bạn lại chưa thành công. Đấy. Cái ông đi xe máy thì cái ông đi xe đạp thì luôn luôn thèm. Nhưng mà ông đi xe đạp lại là ước mơ của cái ông đi bộ. Và ông đi bộ lại là ước mơ của ông cụt tay cụt chân. Đấy. Còn ông đi xe máy ông ước mơ lên ô tô, xong rồi nhìn thấy thằng ô tô kia nó lại muốn cái ô tô tiền tỷ cơ. Đấy, cái tham vọng của con người nó không dừng lại. Còn như thế có tốt hay không thì ở trong đạo thì là không 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 tốt. Ở trong đạo người ta là chi túc, tức là biết đủ là giàu tối thượng. Còn nếu các bạn không biết đủ, nhưng mà như các bạn hình dung là nếu mà chi túc thì nhân loại đã không phát triển. Chiến tranh hay đánh nhau. Ngày xưa thì có cái video của cái thằng bỏ mẹ nào nó nêu là nếu mà trái đất mà thành là một nước, thành đúng một chỉ một nước thôi, Liên Hợp Quốc mấy các thứ là tức là cả địa cầu rồi này là quy gọn về một nước thì có tốt hay không? Thì nếu mà quy lại một nước thì con người ta luôn luôn đấu đá. Nếu mà thành một nước thì các bạn biết Việt Nam này cũng nhỏ bé là một nước đấy, nhưng mà nếu mà trên bình diện thì bây giờ Việt Nam chống Trung Quốc hay Việt Nam chửi Trung Quốc, nhưng mà trong một nước thì sẽ phân ra là thằng Bắc là chửi thằng Nam chửi thằng Bắc, xong rồi ông Hà Nội ông chửi cho ông Thanh Hóa lại chửi ông Nam Định đấy, chứ nó có đoàn kết đâu. Còn nếu mà đoàn kết thành một mối thì lại nó lại không phát triển nữa. Gia đình cũng thế, nếu mà hòa thuận quá lại đéo phát triển đấy. Chứ còn nếu mà cái không phải là kể cả trong cuộc sống của tôi cũng thế. Vừa rồi cái quá trình mà tôi bảo là nếu mà tôi không có một cái biến cố gì thì tôi không có một cái đau đáu gì để tôi nên nuôi live stream cả. Cho nên cái vấn đề mà các bạn mong con thành công mới mong con yên ổn, mong con là bình an hay thế nọ thế kia thì con nó cũng không phát triển đâu. Tôi bảo chưa thấy một thằng nào nó thành công mà nó không đau cả. Nó phải đau, nó phải sa ngã, nó phải thế nọ thế kia thì nó mới rút ra được kinh nghiệm. Nó phải đau thì nó mới thành công được. Đấy là cái mấu chốt của... Chứ còn các bạn cứ nghĩ là người ta sinh ra đẻ thìa vàng, nhưng mà sinh ra mà đã làm vua rồi thì nó cũng phải học cả quản trị, nó học cả đối nhân xử thế, chứ có phải là làm vua xong rồi như các bạn biết là các bạn bảo kiếm tiền để làm gì, bảo tao kiếm tiền để mai sau tao thích tiêu gì thì tiêu, thì nói thật ra là thích tiêu gì thì tiêu thì của lúi cũng hết, tại vì có vừa được cái tham vọng của chúng ta đâu. Chúng ta được voi chúng ta đòi Hai Bà Trưng, chúng ta ra ngoài chúng ta đòi hết cái nọ cái kia. Ngày trước mình có nói là nếu mà cứ các bạn cứ muốn là dùng hết tài nguyên của trái đất để lên sao hỏa với thế nọ thế kia, nhưng mà rõ ràng là như mình ấy nhận thức ấy, làm sao cho sống trong địa cầu là cho nó tốt. Còn cái việc mà các nhà khoa học người ta tiêu tốn tài nguyên của trái đất xong rồi khai thác tận diệt trái đất này để tìm cái cách để đi ra ngoài vũ trụ hay thế nọ thế kia ấy, thì người ta có một cái câu nói là nói chung là ở nhiều nơi như kiểu là cho trứng vào nhiều giỏ ấy, thì nó an toàn hơn. Ví dụ như loài người chúng ta mà tận diệt hết cái địa cầu này rồi, xong rồi chúng ta tìm lên sao hỏa, thế là gửi khoảng tầm bao nhiêu người ở trên sao hỏa hay là các cái nơi khác ấy, hành tinh mộc tinh hay cái gì đấy, hỏa tinh bây giờ ấy, Elon Musk đi miết này đấy, thì chúng ta còn nếu mà chúng ta ở mỗi địa cầu này thì nói chung là chúng ta không chủ động được. Ví dụ như các hành tinh khác nó va vào thế nọ thế kia, nếu mà chúng ta ở các hành tinh khác nữa thì tôi xem về cái thiên văn này tôi nhiều mất, cũng nói chung là mất thì cũng chả phải mất, nhưng mình bỏ rất nhiều thời gian để ấy cái gì thì nghe những cái ý thì cảm giác là cái tuổi thọ con người này 100 năm nó quá là hạn hẹp, con người thì quá nhỏ bé, kể cả địa cầu của chúng ta trông vậy cũng rất là nhỏ bé, hệ mặt trời của chúng ta cũng rất nhỏ bé để mình biết là
Thì đấy là cái dừng lại ở cái vấn đề mà tôi bảo là nếu mà các bạn tu thân đủ đủ tốt ấy, đấy là nhận biết những cái ý. Thì một cái thằng tu thân lơ mơ như tôi đến cái giai đoạn này mình cũng thấy là trăm năm nó quá làm nhỏ bé. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta trông vậy thôi to bé cũng mét sáu mét riêng nó nhảy, nhưng so với vũ trụ ngoài kia thì chúng ta quá nhỏ bé luôn đấy. Còn nói cái này là nói từ từ tâm luôn chứ chả phải là lên video mới nói. Còn ra ngoài khi mà lên video thì nói mình nhỏ bé, nhưng mà khi tắt video đi thì bố mày mới là vĩ đại, mày bố mày thế nọ thế kia, mấy cái ông chủ tịch tỉnh các thứ gì phải bố thì mới thế nọ thế kia. Các bạn mình nghiệm ra thì các bạn nói thì nó mới thuyết phục, nhưng còn trong video nói xong rồi ra ngoài đánh vợ chửi con xong rồi thế nọ thế kia. Ngày xưa mà cứ xảy ra các cái vấn đề mà xúc mắc gia đình ấy, mẹ ông già đấm bà già bảo là chỉ có giỏi bắt nạt vợ con, đấm vợ bấm đấm con ra ngoài mà đấm thằng kia xem có đấm được không, thì ông già lại đấm thêm vài phát nữa, kẻ nó cứ im luôn, anh đấm đau đấy, thì là ông già thương ông già lại không đấm nữa. Mẹ bây giờ vợ này đấm này còn bảo là chỉ giỏi bắt nạt vợ con thôi, thế là lại càng bị ăn đấm càng bị ăn đấm cái đau hết đầu. Thế thôi, cho nên tôi bảo là cái vấn đề nếu mà các bạn tu thân đủ tốt thì hầu như nó sẽ dừng lại, nó không có tề ra trị quốc bình thiên hạ. Tề ra nó chỉ có gọi là tao thấy cái việc này tốt, tao nói mà vợ nó không nghe hoặc con nó không nghe là thôi. Nó mẹ đôi khi là tôi cũng nói ở nhiều cái mình đôi khi mình muốn tốt cho cái người người ta những cái người xung quanh mình, đấy là cái mục đích. Chứ còn những người khác thì có một cái nó rất là ấy, là chẳng ai mà nhiều người người ta từ những cái mục đích chiến tranh hoặc drama hoặc là các thứ ấy, người ta toàn muốn là ngu ngu các bạn ngu ngu dần đều để người ta dễ quay cai trị, dễ quản lý. Nhưng ở video trước thì tôi có nói tôi muốn là cái xã hội hoặc là cái cộng đồng, ít nhất là cái cộng đồng nhỏ bé mà những cái người mà tôi biết, những cái người theo dõi mình ấy phải tốt lên hàng ngày. Đấy, tốt lên thì người ta kiếm nhiều tiền hơn thì mình còn thịt được người ta thêm. Chứ mà bây giờ mà khách hàng mà bây giờ mua một lần xong rồi mong cho người ta đi tù hoặc người ta cứ ngu dần như thế thì là từ mình lại phải kiếm khách hàng khác. Cho nên nó cũng có một cái là tôi mong các bạn tốt lên thì cũng là có cái tự kỷ một tí, tức là nó vị kỷ, tức là vì bản thân một tí. Nhưng mà tôi nói cái vấn đề này, còn những cái mà khác thì trước đấy tôi bảo là sở dĩ các cái bạn kia bạn Huấn bạn hay nọ và kia bạn giàu lên vì sự ngu, sự thiếu hiểu biết của cộng đồng. Tại vì người ta bán hàng vậy nhưng mà người ta cũng có cái đóng góp gì lớn lao để từ cái nhận thức, xong rồi từ những cái mà các bạn nhận thức về cuộc sống này. Cái thứ hai là các bạn có nghề nghiệp ổn định này. Bây giờ toàn rủ nhau rồi lên video toàn ăn chơi nhảy múa rồi mua rượu mấy chục triệu hay thế nọ thế kia thì tôi nghĩ là các bạn xem chỉ có mất thời gian rồi. Tôi bảo cái vấn đề đầu tiên là ai cũng muốn giàu có mấy các thứ, nhưng các bạn không tận dụng được cái thời gian. Xong rồi chỉ có giấc mơ, cũng chỉ nằm trong giấc mơ thôi. Cơn đau thì nó vẫn còn đấy. Đeo loa kiếm tiền, nếu mà bây giờ cái thấp nhất là kiếm tiền. Xong rồi cái thứ hai nữa là kiếm trí tuệ. Còn nếu các bạn có trí tuệ thì các bạn sẽ có tiền. Nhưng mà đến khi trí tuệ các bạn đủ lớn rồi, các bạn còn đéo cần tiền nữa cơ. Tại vì như ông Đoàn Nguyên Đức hôm nay đọc được cái tiêu đề của cái bài tờ của ông ấy, đúng không? Tiền tôi đầy, tôi tiêu ba đời không hết, nhưng mà tôi cũng không có cái nhu cầu để tiêu xài phung phí, tức là không có cái nhu cầu hưởng thụ. Thì các bạn bảo mẹ thằng này ngu, cứ đọc cái tờ tôi không biết là cái tờ ấy là ở đâu hay bài phỏng vấn của ông Đoàn Nguyên Đức ấy, nhưng mà ông ấy cứ làm suốt ngày ông ấy như thế. Phải các bạn thì khổ, phải phải các bạn chưa ấy thì các bạn bảo khổ, nhưng ông ấy được làm những gì ông ấy thích, thì cái thời gian ông ấy làm như thế nào, ông ấy giải trí, ông ấy sống là chính mình. Còn như các bạn mà bảo được giàu tầm tao có chục tỷ mà phát mà bố đi ba đi sàn mới đi gái đi hiếp, thì các bạn cứ dẫm chân lại thì thế thôi, dẫm chân tại chỗ. Còn đôi khi các bạn đi tìm cuộc đời, các bạn đang đi tìm những câu trả lời câu hỏi. Đôi khi có rất nhiều người người ta cứ đi hỏi tôi một cân bông với một cân sắt thì cân nào nặng hơn rất là vớ vẩn. Cái thứ hai là như bạn kia bạn hỏi dành cả tuổi thanh xuân để đi tìm câu hỏi là quả trứng có trước hay con gà có trước. Tôi cũng giải thích cho con tôi rồi, bình thường các bạn hỏi tôi phát là mình cũng không muốn trả lời những câu ý, tại vì nó mất thời gian, không có tác dụng gì. Một là bây giờ khát khao ước mơ của các bạn là muốn làm giàu, hãy tìm cái gì để thực hiện cái ước mơ ấy đi đã. Hỏi những câu mà toàn kiểu trẻ con ấy thì giải quyết cái gì?
Xong rồi hôm nay thế ví dụ như là mấy bây giờ mà hỏi bảo quả trứng có trước hay con gà có trước thì tôi hôm trước tôi có bảo ấy, trứng này là trứng của con gà hay là con gà, tức là cái quả trứng của con gà hay là so với con gà, hay là quả trứng của con khủng long thì có thể là khủng long có trước con gà thì quả trứng sẽ có trước. Nếu mà các bạn mà ghi rõ là quả trứng của con gà với con gà thì tôi sẽ nói là nếu mà chia ra hai trường hợp, một là cái nếu mà so ra ở trong cái cuộc đời của con gà ấy, thì quả trứng có trước. Nếu mà bây giờ các bạn hỏi là xuân hạ thu đông thì các bạn sẽ biết là bây giờ các bạn hỏi là xuân trước hay có xuân xuân trước hay là đông có trước thì các bạn phải biết là xuân hạ thu đông xong lại lại xuân hạ thu đông nó tuần hoàn đấy. Nếu mà các bạn phải tổng kết hoặc là các bạn hỏi trong vòng một năm dương lịch thì xuân mùa xuân nó sẽ có trước đấy. Nếu mà trong cuộc đời của một con gà thì quả trứng nó sẽ có trước con gà đấy. Chúng ta cũng thế, sinh rồi mới có tử, nhưng mà nếu mà chúng ta vòng tuần hoàn xuân hạ thu đông xong lại xuân hạ thu đông thì trong vòng một năm thì mùa xuân sẽ có trước. Còn nếu mà trả lời cái câu hỏi của các bạn mà là trong cuộc đời của một con gà thì quả trứng sẽ có trước. Còn tôi hôm trước tôi có nói rồi, nó là một vòng tuần hoàn mà không biết bao nhiêu điểm dừng. Hôm trước có cái bài là trước hố đen nó là gì, đấy trước hố đen nó là gì, hoặc trước cái vụ nổ Big Bang nó là gì ấy. Thì nếu mà con người ấy là ở trong cái nhận thức của con người là khi Big Bang ấy, cái vụ nổ lớn ấy nó xảy ra thì lúc ấy thời gian bắt đầu nhích. Trước đấy thì chắc chắn là trước thì nó vẫn phải ấy thôi. Ông Đức Phật ông cũng nói về cái vấn đề này ấy. Ê, giống như kiểu các bạn đang bị trúng mũi tên độc, các bạn sắp nghèo đến nơi rồi, các bạn cứ đi hỏi là thế cái mũi tên này nó tẩm chất độc gì, thế thì đầu mũi tên này là ai làm, xong rồi cái thân mũi tên này làm từ gỗ gì, thì các bạn nghèo con mẹ nó luôn. Bây vấn đề các bạn đang bị mũi tên nó đâm vào người, mũi tên độc, các bạn phải lo chữa trị đi đã, làm sao khỏi đi đã, xong các bạn mới tìm. Văn thu nhập thấp bây giờ thu nhập kiếm thu nhập nó cao lên đã, tập trung vào làm cái gì, hoặc tí nữa thôi, hoặc là hôm video đầu kia này tôi bảo là các cái cách làm mà 10 năm nay mình làm, xong rồi tại sao tôi đánh cờ tướng mà tôi đang ngồi như này tôi cũng có thu nhập nó đủ đủ tốt. Ví dụ như nếu quy ra các bạn mà muốn chạy quảng cáo các thứ mà 200 người theo dõi mới, tí nữa tôi tắt video, nếu các bạn quy ra thì nó phọt phẹt nó cứ 5.000 một người theo dõi ấy, thì các bạn tính ra là 200 nhân với 5.000 đâu đó 1 triệu ngồi phu vơ đấy là cái đằng sau. Xong rồi đến khi giải bài toán là bây giờ mình một cái pan gate hoặc một cái lượng người theo dõi như thế thì làm thế nào để vặt lông gà mà gà nó không kêu đấy. Nhưng mà bình thường các bạn không hiểu thì nó khó lắm, phát như này phải được tặng hoa với tặng thế nọ thế kia mới có tiền, thì các bạn cái nhìn nó hơi hạn hẹp thì các bạn lại phải hở vú ở v trong nhảy như con tinh tinh ấy. Nhưng mà sau đấy thì các bạn chỉ quy tụ những cái đám nhoi nhoi thôi, xong nó ăn trộm tiền của bố mẹ xong nó tặng nhưng nó không bền. Còn cái câu mà lúc nãy con gà có trước hay quả trứng có trước thì tôi có nói là một vòng tuần hoàn nó không bao biết bao giờ nó điểm dừng. Còn trước con gà ấy thì nó lại là do con vịt nó tiến hóa thành cơ, đấy là theo khoa học nhá, khoa học thì tuyết tiến hóa của Darwin, còn nó nhiều kẽ hở hoặc đó ấy thì tôi không ấy. Bây giờ trước con gà thì nó lại do con ra con nó lại do con vịt nó đại ý như thế, do con trước con gà ấy nó tiến hóa thành, nó từ con gà xong rồi nó từ giống như kiểu giữa số 0 và số 1. Nếu mà các bạn học lớp 1 thì bảo giữa số 0 số 1 không còn số nào khác. Nhưng các bạn có biết là giữa số 0 số 1 nó có ti tỷ số mà vô vàn số. 0,01, 0,02, 0,0 bao nhiêu trong giữa. Giữa hai số nó lại là vô vàn số. Cho nên nếu mà thế các bạn biết là trong khoa học một cái thước này nó là vô vàn điểm. Nếu các bạn chia đấy là cái câu chuyện mà con rùa không bao giờ đuổi kịp được con thỏ. Tại vì ví dụ con rùa nó từ đầu đến cái giữa. Nếu mà con rùa này mà nó cứ giữa đến cái điểm này thì con thỏ nó lại điểm này. Nhưng thường đấy là cái các bạn đấy là cái định lý đéo gì ấy. Nhưng mà thường là ví dụ như các bạn vượt lên thì các bạn sẽ hiểu như thế. Tức là trong nếu mà theo như khoa học mà bảo thuyết tiến hóa ấy, thì trước con gà nó là con bỏ mẹ gì đấy. Xong rồi con này có thể nó lại đẻ con xong nó tiến hóa lên con gà xong rồi nó lại đẻ trứng, mà giữa con gà và con kia nó còn rất nhiều gái. Mà đéo biết là cái ông nào ông đặt ra là con gà. Chứ có thể trước đấy cái các ông nông dân mà thời tiền sử người ta gọi là con chó con mèo thì sao. Còn các bạn cứ mải mê các bạn đi tìm cái vấn đề là quả trứng có trước hay con gà có trước thì nói chung là cũng chả giải quyết cái mẹ gì. Còn khoa học mà nó đi tìm trả lời cái ý thì nó rất mất thời gian. Còn chắc chắn là cũng có nhiều ông cũng đau đầu cái vấn đề ý nhưng mà không biết là có ra được tiền hay không. Đấy, có thu nhập hay không hay là có tiến hóa được cái về cái vấn đề tâm linh hay không.
Còn khi mà các bạn hiểu về cái vấn đề là xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông nó là cả một vòng tuần hoàn bất tận. Nếu mà trong cuộc đời của một con gà thì quả trứng nó sẽ có trước. Còn nếu mà các bạn bảo là không có quả trứng thì không có con gà thì làm gì có quả trứng, thì các bạn lại phải là con gà mẹ so với quả trứng con. Còn trước con gà này thì đấy là một cuộc đời của con gà. Còn nếu mà theo thuyết tiến hóa thì cái ông nào ông đặt ra là đấy là con gà. Còn nếu mà quả trứng của khủng long với con gà thì có lẽ là khủng long nó có trước con gà thì quả trứng nó sẽ có trước. Còn quả trứng của con gà với con gà thì theo như cái khi mà cái quả trứng của con gà này này thì cái quả trứng của con gà này có thể là do con vịt nó đẻ, xong rồi ở trong cái lòng này nó lại tiến hóa lên, thế là đẻ ra phát thì nó nở mẹ ra thành con gà. Xong rồi cứ tiến hóa, tức là nó cứ tiến hóa từng nhích một thì nó khó lắm. Đấy, cho nên các bạn bảo là tức là quả trứng của con gà có thể do con vịt nó đẻ, xong rồi ở trong cái khi mà ở trong cái quả trứng ấy nó bắt đầu con gà, con vịt nó lại con vịt con ấy nó tiến hóa thành con gà thì nó rất là khó. Đấy. Tôi có đẻ vào cái thời ấy đâu, mà còn những cái bạn mà bạn nên làm video mà ở trên TikTok thì bạn bảo mày đi hỏi con gà ấy hay hỏi quả trứng ấy, chứ tao có phải quả trứng hay con gà đâu mà tao biết. Đấy, còn vòng nếu mà nói là cái vấn đề ấy, thì chỉ có ngồi câu view hoặc là ngồi nói chuyện với nhau thôi, chứ còn nhận thức hay cái gì thì cái nó không 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 giải quyết được. Còn hôm nay thì bạn có một cái thằng gì nó bỏ mẹ ấy, nó bảo là tôi thề độc. Thế bây giờ hết tiền để câu view cho Huấn à, cái vấn đề này rất nhiều người ấy, kể cả những người mà gặp mình nhiều thì người ta cũng bảo mình là câu view bấu view với Huấn, thì tôi bảo là cái view mà của Huấn hay là của các bạn đang xem này tôi có cần đâu. Thì hôm nay mình có nhấn mạnh cái vấn đề là view ấy bên người theo dõi ấy, thì mình có đặt cái vấn đề là cái người theo dõi các bạn là ai nó quan trọng hơn là số đông. Chẳng nhẽ lúc ấy mình bảo là tao có cần view mày đâu, mày cút đi cho nó khuất mắt, nhưng mà mình thì vẫn niềm nở. Các bạn bảo là tôi câu view, tôi có cần view của các bạn đâu. Bình thường các bạn nghĩ là câu view tức là làm thế nào để nắm người xem, mình có đặt cái mục đích là nắm người xem đâu. Luôn luôn trong đầu tôi là làm thế nào để cái người theo dõi mình nó phải là cái khách hàng mục tiêu đấy, mình mới tối đa hóa được lợi nhuận. Ai theo dõi tôi quan trọng, chứ các bạn cứ mải mê xong rồi cơn đau của bạn còn đấy, thu nhập các bạn còn thấp, xong các bạn cứ đi tìm cái vấn đề là tôi câu view mới Huấn. Nếu tôi hỏi luôn là các bạn hỏi thế để làm cái gì, còn tôi nói rồi nó còn bảo là mày phải thề độc. Thế tôi bảo là tôi nói thì các bạn cũng không tin, mà tôi bây giờ tôi mang ra thề độc gia đình hay là bản thân tôi để làm cái gì, để chứng minh để các bạn theo dõi tôi. Các bạn có đến khi tôi bốc mã 3 lần các bạn cũng không mua được cái gì của tôi, khi mà các bạn suốt ngày dành thời gian để hỏi những cái vấn đề quả trứng với cả mày lại câu view với mày thề độc đi giải quyết cái mẹ gì đâu. Còn tôi biết, tại vì cái tệp khách hàng của Huấn hỏi tôi hay là bất kỳ những ai tôi không cần cái ý. Tôi nếu mà tôi đặt mục tiêu cái vấn đề là phải có nắm người theo dõi thì các bạn chia sẻ đi, với các bạn theo dõi tôi đi, với các bạn like đi, các bạn tặng quả đi, mình có đặt cái vấn đề nặng nề cái vấn đề ấy đâu. Còn cái vấn đề mà tôi bảo thật, còn đấy nó bảo thế, xong rồi thằng dưới mình bảo là cái vấn đề mà nếu các bạn tin tôi thì tôi nói để các bạn tin, còn các bạn đã không tin thì tôi có nói giời nói biển các bạn cũng đéo tin. Thế thằng kia nó bảo làm đéo thì có ai tin mày. Làm đéo thì có ai tin mày. Thế thì đây là tùy thôi, có những người thì rất rảnh, tại vì đang sống bằng tiền trợ cấp thất nghiệp của bố mẹ, hoặc đôi khi ước mơ cơn đau của người ta vẫn còn ở đấy, nhưng người ta cứ đi tìm những cái nó rất mất thời gian, chỉ khổ người ta thôi, chỉ khổ chính những người như thế thôi. Nếu các bạn không tin tôi các bạn xem tôi làm gì, chỉ mất thời gian của bạn thôi. Tôi thì nói thật ra là tôi đang nói với rất nhiều người, thì nếu mà bây giờ tôi nói với các bạn không tin tôi mà tôi cứ trình bày mỗi mình cho bạn thì tôi cũng hâm mà bạn cũng hâm, cuối cùng hai thằng hâm nói chuyện với nhau. Các bạn phải biết là nếu mà bây giờ các bạn theo dõi tôi để làm gì, nếu theo dõi tôi để chờ ngày tôi đi tù không cười hô hố chết tổ mày chưa, mày chết cha mày chưa, cái thằng giang hồ mõm thì không có cái ngày tôi đi tù đâu, yên tâm là như thế. Theo dõi phải được việc của các bạn. Mấy cái thứ hai là nó phải nợ nần, nó phải phát triển lên. Nhưng nếu các bạn theo dõi tôi mà để các bạn ngu đi thì tốt nhất tôi cũng đéo cần. Câu view các bạn phải hiểu câu view là như thế nào, tức là nó muốn mắt đông mắt xem, nó muốn nắm người theo dõi. Nhưng tôi có đặt cái vấn đề đâu, tôi đã đặt cái mà hơn một năm nay tôi bảo với các bạn rồi, làm thế nào quân đội cốt tinh hơn cốt đông. Đông thì bây giờ tôi nuôi cả chó mèo lợn gà để xem tôi nai, nhưng mà tôi có cần như thế đâu.
Cần hả vú ở về đâu, tóc tôi vẫn chưa 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 tắm thế này, mà tôi chỉ có đánh răng với cả tắm với cả đi vệ sinh, tức là ụi các thứ là một lần trong ngày, tí nữa tôi tắm là tôi đánh răng một thể. Từ hôm qua đến hôm nay còn chưa đánh răng, mặt chưa rửa luôn, chăn màn vẫn chưa gấp, tại vì nó gấp nên mất thời gian, tí nữa tắt này chim đi thì nó lại vào đấy là nằm. Nó nên làm thế nào mà tiết kiệm được thời gian, mà mình tiết kiệm thời gian cũng ác. Còn đối với các bạn thì các bạn bảo mẹ cái thằng ngủ dậy đéo gập chăn gập màn, suy đồi về đạo đức lý tưởng cách mạng, đấy tùy nhận thức của các bạn thôi, tại vì đây là cuộc sống cá nhân. Đấy, tôi cũng không áp đặt các bạn mà cái cảnh cảnh giới hay là cái nọ cái kia như các bạn nói ấy, thì tôi bảo tôi chả có cái gì tốt bằng cái việc là không áp đặt cho người khác. Tôi chỉ trình bày hoặc nó là cái nhật ký cá nhân, tức là trình bày những cái mà mình hiểu và mình nghiệm ra sau cái quãng đời mình đã ở thôi, mình đã tồn tại thôi, chứ còn áp đặt thì không tốt. Tự các bạn có đau có trưởng thành, có đau mới trưởng thành. Hôm nay các bạn còn ăn bám bố mẹ, các bạn còn chưa có việc làm, tôi nói thì các bạn chửi. Bây giờ người giàu người ta toàn thích sưu tầm đô mấy cái thứ, mày toàn nói những cái tiêu hiệu. Nhưng khi các bạn cứ hỏi đi, tất cả những ông giàu ấy là các bạn hầu như, nếu mà là giàu về vật chất thôi nha, là các bạn sẽ biết là lúc ấy nó đéo quan tâm đến đô mấy cái thứ đâu. Mà những ông quan tâm đô mấy cả giá vàng là chưa giàu đâu, biển số xe đẹp là chưa giàu đâu. Những người giàu là các bạn cũng biết là khéo số điện thoại của người ta là 03, mấy cả mỗi số một số xếp lung tung, cái số điện thoại chỉ có người nhà gọi, dư người ta cũng béo chơi cái số to. Nếu các bạn lên mạng các bạn nó tìm chìa khóa là xa xỉ thầm lặng. Còn nếu ông chưa giàu thì cứ muốn xa xỉ, là muốn mua đồ xa xỉ xong rồi chụp ảnh đăng phây cho phây ăn đó. Nhưng mà những người giàu các bạn biết là mẹ, hôm trước lại có cái tiêu đề tại sao người giàu lại cứ thích ăn mặc giản dị, thì là có một cái thuyết âm mưu là những cái thằng như mắc biết các thứ là mẹ, hoặc là ông đéo gì nhỉ, ông đéo gì ông lên mạng ông ấy khoe là ở nhà, còn ở nhà thuê ông Elon mắc cái miếc gì. Nhưng thực ra ông ấy có một cái biệt thự hay có bao nhiêu biệt thự, nhưng mà cái việc là ông ấy bảo ông ấy đi nhà thuê nó, ông ấy còn phải mất bao nhiêu tiền cho quảng cáo với PR với các báo chí với cái mạng xã hội đưa tin, người ta phải mất tiền để đưa cái thông tin là người ta ăn mặc giản dị. Tại vì những cái người muốn đầu tư vào mã cổ phiếu với thế nọ thế kia là người ta muốn cái người đứng đầu của cái công ty mà người ta đầu tư là không làm ăn gian dối, xong rồi không đi tù an toàn, có một cuộc sống vô vi, cuộc sống mà không 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 tiền, không biết, tức là không không ấy, làm việc nó vì cái đam mê. Nếu làm việc vì tiền là tao đã thấy đéo tin rồi, đéo đầu tư cho mày đấy, các bạn hình dung chưa. Chứ còn người giàu như các bạn nghĩ mà bây giờ nó thích tiền, thích đô, mấy cái thích vàng, thích xe, siêu xe, thì theo như tôi, cái nhận thức vu vơ của tôi, đấy là về vấn đề giàu vật chất thì người ta cũng chưa giàu đến cái mức ý. Cái thứ hai nữa là về trí tuệ hay tâm linh thì người ta cũng bèo dạt mây trôi lắm. Cho nên hôm nay có cái tiêu đề của cái ông bỏ mẹ gì, ông là hình như ông Long hay ông đéo gì, ông đi tù với vị Việt, vụ Việt Á ấy. Có những người đến chết vẫn chưa chưa thể tu thân nó tốt được. Ông ấy bảo là bị cáo đã cố gắng hết sức để giữ vững cái ngành y tế mấy cái đéo gì ấy, vẫn cứ kiên quyết là xin giảm án mấy các thứ linh tinh, xong rồi kể một loạt công công nào này. Ngày xưa thì cũng 4 5 năm rồi tôi nói cái vấn đề là ngày xưa thì các bạn nghĩ là công thành thì danh toại, bình thường là làm thế nào để thành công, xong rồi công thành thì danh toại, tức là các bạn làm thành công một cái gì thì các bạn sẽ có danh toại theo ước muốn. Nếu ông Gia Cát Lượng ở trong bộ phim ấy thì các bạn sẽ biết được là công thành thì thân thoái, thành công thì người ta thoái về. Như ông Trương Nương mới cả cái đéo gì ấy, là nếu mà khi đã thành công rồi thoái về thì giữ được cái tính mạng để an toàn cho bản thân. Cái thứ hai là lúc ấy buông hết những cái công lao của mình đi. Như bây giờ các ông đấy, các ông ấy có phải ít tuổi đâu, có phải là tầm mình đâu, toàn bây giờ cũng tầm 60, 70 rồi, vừa rồi đi tù thì các bạn biết là người ta cái mặt địa vị trong cuộc sống với cả bộ trưởng với các thứ, thì các bạn biết là người ta đứng trên một, tức là đứng dưới một người, đứng trên vạn người. Những cái trí tuệ hoặc cái đấy là người ta không biết. Còn mình tổng kết ra bao nhiêu nghìn năm, xong rồi mình mới nghiệm vào bản thân, xong rồi mới nói cho các bạn bao nhiêu nghìn năm nay nó thế rồi. Đảnh giới cao nhất là như nhiều ông đấy, là ông ấy khi các ông ấy nập nước, ông ấy tạo ra ấy rồi ông ấy nuôi về ở ẩn, thì ông ấy giữ được tính mạng
Bộ phim Thủy Hử cũng vậy, ông nào mà đến cái giai đoạn ông đi tu hay là như Võ Tòng, Võ Tiếc thì còn sống. Nhưng mà bọn khác mà cứ đi lên triều đình một phát là nó toi. Nó lại tức là như kiểu là công cao quá chủ, xong rồi lên xong rồi vào cái nơi, nơi nơi môi trường nó ấy hay nó cạnh tranh khốc liệt. Đấy thì là sẽ toi, thì các bạn sẽ biết là công thành thì thân thoái, tức là khi đã thành công rồi thân lại thoái về. Không đứng ra mà chấp công rồi tôi bao nhiêu kẻ bao nhiêu công với các thứ này, chỉ làm cái tôi to lên thôi. Còn dừng lại ở cái vấn đề mà nếu các bạn tu thân đủ tốt thì cái vế sau là các bạn không cần nữa. Đấy, lúc ấy không còn thắm thiết trong cái việc là tề gia nữa, không cần thắm thiết trong cái vấn đề trị quốc với bình thiên hạ nữa. Thấy chỉ có tu thân nó đã là mấy kiếp rồi. Một đời này để mà tu thân nó đã không thể đủ được. Đấy, tu thân là gì nè, đấy là làm cho chúng ta là không còn ảo, không còn thật giả, tức là luôn luôn thật với chính mình. Chứ còn bây giờ lên mạng thì tu thân ấy, nhưng ra ngoài chửi bới rồi đánh nhau, xong rồi nô đề cờ bạc gái gú, xong rồi cờ bạc rượu chè thì đấy không phải tu thân, tu rất ảo. Lên mạng nói chuyện đạo lý ngày mai lại đi tù vì chính những gì mình nói ở trên mạng. Nó giới trẻ nó cũng mất niềm tin. Đấy, những kẻ nói chuyện đạo lý thường sống như như gì đấy. Còn cái vấn đề đấy là nói về các bạn là tận dụng thời gian. Còn nếu mà khi các bạn có cái nhận thức đủ lớn thì các bạn sẽ thấy là dành thời gian như nào cho cái việc nó có ích. Bình thường các cái giang hồ mạng nói chuyện thì các bạn toàn bảo là mẹ mưa à, sấm chớp mãi mưa thì mưa mẹ nó đi. Thế là ông Nhạn, ông Nhiếc, ông Hải Bánh đấm nhau đi cho tao xem, cho cộng đồng xem, cứ ngồi chửi. Đúng là giang hồ mõm mà mafia với nước ngoài nó dùng súng nó bắn nhau. Các bạn mong người ta đấm nhau mới cả bắn nhau hay là đánh nhau lắm à? Bây giờ cuộc sống đang yên ổn như này các bạn không muốn, cứ muốn người ta là giang hồ thật. Mẹ cứ ảo luôn đi, cho những cái người thích ảo là còn ngồi còn tranh cãi còn chửi bới. Nhưng mà những cái ông mà cứ theo dõi xong rồi cứ bình luận mua mong có đánh nhau mới thế là để chứng minh là giang hồ thật đi, các ông không khá được đâu mà. Tốt nhất là cứ làm giang hồ mạng trên trên mạng thôi, chửi bới nhau thôi chứ đừng có đánh nhau làm gì, rồi công an lại thêm việc. Công an lại thêm việc. Mà các bạn nói chung là lúc ấy các bạn đang muốn là xã hội nó có những cái cướp giết hiếp xảy ra để các bạn đọc cho nó hay. Nhưng mà như tôi thì nói thật ra là đấy, cứ nếu mà nói chung là có những người vẫn đang theo dõi giang hồ mạng thì vẫn có cái chất liệu để xem. Còn bình thường các bạn cứ mong chúng nó đánh nhau để các bạn có cái hôm sau các bạn đọc. Thế còn thiếu mẹ cái gì để đọc à? Mà cứ đi theo dõi như thế, xong rồi thời gian thì các bạn không ấy, ngay từ đầu tôi đã nghiệm ra rồi, cứ chúng nó cứ chửi bới trên mạng ít nhất là an toàn. Ra ngoài lại mất công mất việc, xong rồi lại nhiều khi lại các cháu lại ra cái dân mình thì lại hay cái tính tò mò. Cứ thấy đâm nhau mới đánh nhau mới thấy nọ thế kia là xem cho nó đông. Thế thì các bạn dành thời gian nó đã không có khoa học, không vì cái ước mơ các bạn đặt ra thì làm sao các bạn ấy được. Còn ví dụ theo dõi mà chỉ vào ghen tị mới cả chửi bới thì tôi nghĩ là đến tôi thì tôi chả tiếp, cũng chả thích. Cửa nhà mình luôn luôn mở nhưng trâu bò lợn gà nó cứ ùa vào. Thật ra là tôi có thích đâu. Xong rồi các bạn cứ nghĩ là câu view, các bạn có hiểu cái từ câu view nó là cái đéo gì đâu. Câu mắt xem. Nhưng mình từ chối tại vì cái sản phẩm mình bán để mình kiếm tiền. Ít nhất là thực tế nó là như thế, là kiếm tiền. Từ các bạn thì các bạn view của các bạn có giải quyết cái mẹ gì đâu. Thật. Nghìn mắt hay là 50 mắt thì nó cũng nó có mỗi một ông mua hàng thì ông mua hàng kia thì ông ấy có cần nắm thằng nhoi nhoi vào đâu mà. Nó còn bảo tôi thề độc. Xong rồi giải quyết cái vấn đề là câu view mới cả mày có thể đọc mới cả không ai tin thì đấy, tôi giải quyết cho các bạn như thế. Các bạn hãy dành thời gian một cách nó tiết kiệm. Đừng sa đà vào những cái mà nói thật ước mơ mấy cơn đau của các bạn vẫn còn đấy. Nhưng hàng ngày hàng giờ. Còn sau một cái quãng thời gian mình áp dụng những cái ý thì các bạn biết là nói chung là thi thoảng mình cũng lướt TikTok với Facebook nhưng mà ít. Xong rồi cảm giác mà khi mà lướt lướt tầm 1 tiếng 2 tiếng mẹ nó áy náy lắm ấy, nó dằn vặt bản thân mình vừa làm cái đéo gì thế này, lướt Facebook mất 1 tiếng đồng hồ. Thi thoảng vẫn bị nhá, thi thoảng cái vẫn bị chứ không phải là mình nói như này như là không bao giờ bị, nhưng mà sau đấy nó dằn vặt kinh khủng luôn. Nếu mà đau đầu một cái là bố đi tắm, tức là đọc mà nó không vào hoặc nghiên cứu cờ tướng mà nó không vào, một là bố đi tắm, hai là bố lại tìm những cái video mà nó thiết thực hơn, ví dụ như là nói về thiên văn, nói về vũ trụ, nói về vận tốc ánh sáng, nói về khoa học.
để thay đổi cái môi trường đi, chứ còn lúc nào cũng tốt 5 tấn 1 mấy cả thuận pháo các thứ là cùng một cái ý là không vào được nữa. Mình lại phải nghe cái khác, hoặc là không thì xem gì view phim, ít nhất nó còn thiết thực hơn là các bạn cứ để ý giang hồ mấy cái thứ cha giải quyết mẹ gì đâu mà nó quá ảo. Còn tôi cũng nói nhiều là cái vấn đề ảo là như nào mà thật là như nào. Ảo tức là các bạn ước mơ của các bạn nó vẫn ở đấy, cơn đau vẫn ở đấy. Các bạn muốn thu nhập các bạn 10 triệu 20 triệu nhưng lên cái mạng các bạn toàn để ý giang hồ mấy Ngọc Trinh mấy con đéo gì ấy. Xong rồi hết si tình lại đến tà lằng hôm cái vụ cái đéo gì cái thằng kia nó chết thì nhỉ, sinh viên này cái đéo học lớp 11 nó chết. Nó viết tâm thư để lại cho bố mẹ là con còn nhiều bài hát con chưa nghe. Toàn bài hát tình yêu. Bố mẹ là đấy là như thế là thất bại đấy, nhưng mà nói thật ra là cái lứa tuổi nó phải trải qua những ý. Như tôi bây giờ mẹ bây giờ mình trước khi mình tèo mình bảo con còn nhiều bài hát chưa nghe à. Bài hát đéo gì toàn tà lằng cái gì. Đấy cái thằng năm lớp 11 mình bảo đọc đến chỗ này là mình cũng thấy giới trẻ là toàn tình yêu con còn nhiều bài hát chưa nghe. Nó nhiều khi là nó đau đáu cái vấn đề ý. Còn tôi cũng muốn là các bạn thứ nhất là quản lý thời gian, và cái thứ hai là dành thời gian, dành cái công sức, dành cái quỹ trăm năm của các bạn dành cho những điều xứng đáng. Thì không sớm gì muộn các bạn không giàu nó hơi phí. Nhưng bình thường ước mơ với cơn đau của các bạn vẫn còn đấy, nhưng các bạn toàn làm cái điều ngược lại. Ai cũng muốn giàu, còn cái Thủy cũng muốn giàu. Xong rồi nó cứ có cái vấn đề gì nó bảo là đi hỏi người nàng cái này mới hỏi nhà lọ nhà kia. Tôi bảo nếu mà tao mà cứ đi hỏi nó thì thu nhập nó đang 5 triệu thì nhà mày cũng chỉ 5 triệu thôi, mày cũng chỉ 5 triệu thôi. Bây giờ lên livestream như này tôi lại phải hỏi mấy ông đang xem như này là tôi phải làm cái gì à? Thì thu nhập các ông đang 5 triệu thì tôi nghe các ông, tôi xem các ông, hoặc tôi trưng cầu dân ý của các ông mà làm theo ý các ông thì tôi lại thu nhập như các ông thôi, đi hỏi ý kiến. Bây giờ ông Lưu Bị hay là ông Tống Giang hay là ông Tào Tháo đi hỏi mấy cái ông chăn vịt để xem bao giờ khởi nghĩa ấy, thì mấy ông chăn vịt ông bảo ôi nguy hiểm lắm, tôi còn đàn vịt tôi chưa ăn cho ăn, thế là có đi làm được cái việc gì đâu. Cái tầm nhìn nó vượt thoát, gọi là vượt thoát, tầm nhìn vượt thoát. Còn nói ra nó khó lắm, nó phải do cái quá trình các bạn đau đủ. Nó đau đủ xong rồi nó tư duy, xong rồi cái cơn đau của bạn đủ thì nó sẽ thai nghén ra. Còn dành thời gian cho những cái điều nó xứng đáng thì còn đôi khi thì cuộc sống nó đang yên bình. Nếu mà mình không lên live stream, nó cũng có nhiều tác dụng đấy. Nếu không lên live stream thì đôi khi nó cứ bị yên bình, nó cứ yên ả, nó trôi như này. Nhưng tự nhiên có người chửi mình cái, xong rồi có cái bình luận bảo mày thề đi, xem ra mày với thằng Huấn không câu view đi, thề đọc đi. Thế mình lại có cái để mình nghĩ, mình đau đáu. Này chúng sinh ngoài kia toàn quan tâm cái đéo gì ấy. Cái thứ hai là thằng kia nó bảo là làm đéo gì có ai tin mày. Thế tôi mới bảo là nếu các bạn tin tôi thì tôi nói là tôi không, trước đấy tôi chả quen gì Huấn thì các bạn tin. Không tin thì các bạn đéo theo dõi tôi. Thằng kia nó bảo làm đéo gì có ai tin mày. Thế tôi bảo đấy, mày không tin tao, mày theo dõi tao làm cái đéo gì. Theo dõi xong rồi xem video xong rồi cứ bảo mình nghiện mới nghẹo. Bố cái bọn thừa thời gian. Bây giờ bảo nó là nghiện mới nghẹo thì thôi không xem nó nữa. Xem người tử tế chứ đéo ai xem thằng nghiện với thằng nghẹo, thằng trộm chó làm đéo gì. Xem để học tập à? Thế tôi bảo mấu chốt của các bạn là theo dõi ai đấy phải học được cái điều hay để cái cuộc sống của các bạn, cái tư duy của các bạn. Còn nhiều khi mình nói thì các bạn cũng không ấy được. Nhưng cứ khi nào các bạn 30 tuổi, từ 30 tuổi trở lên, tam thập nhi nập, hoặc khi các bạn có vợ, lập gia đình, các bạn có con, thì lúc ấy các bạn sẽ biết. Thật. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn dùng thời gian như này thì nói thật ra tôi không chịu trách nhiệm, tôi không bị cái quả báo hay là tôi không ấy đâu. Mà chính các bạn mai sau các bạn sẽ hưởng cái thời gian mà bây giờ các bạn đang phung phí như thế. Mới như tôi bây giờ đến cái giai đoạn này là tôi đọc cái gì, tôi học cái gì nó khó vào. Tại não bây giờ nó tạo ra nếp nhăn mới nó khó. Đáng nhẽ cái lứa tuổi của các bạn mà mười mấy, hai mấy ấy, là học cực vào, học cái điều mới hay các thứ là rất quyết tâm. Cái cây non nó rất nhiều sức sống, cây đang trưởng thành ấy nó rất nhiều sức sống, đầy nhựa sống. Nhưng thường các bạn đấy toàn cướp giết hiếp xong rồi cứ nghi mưu làm sao mà lừa con bia kia nó vào nhà nghỉ, xong rồi nó thế nọ thế kia, xong rồi làm thế nào để làm giàu nhanh. Mấy tôi đã phá của bố mẹ bao nhiêu tỷ, nó không bền. Cái thứ hai là các bạn nói chung là nếu mà mục đích để kiếm tiền thì rất nhiều cái người ta cũng chia sẻ, giang hồ cũng chia sẻ cho các bạn, mà cái anh vừa mới ra tù cũng chia sẻ cho các bạn cách làm giàu.
Nhưng mà làm thế nào để mai sau cái hậu ấy nó có cái hậu. Tức là tôi hôm trước tôi có bảo là tại sao mà cái cờ bạc nó có cái hại như thế nào ấy. Các bạn nếu mà chơi cờ bạc thì có lẽ các bạn cũng giàu được, nhưng mà nó vi phạm pháp luật. Mấy cái thứ hai là nếu các bạn chơi cờ bạc thì không phải ảnh hưởng mỗi các bạn, nó ảnh hưởng đến mấy đời, đến khi nào các bạn tèo nó vẫn còn cái hậu quả để lại. Tại vì khi các bạn chơi cờ bạc một cái thì các mối quan hệ của các bạn không phải mối quan hệ làm ăn mà của các mối quan hệ cờ bạc, mối quan hệ như thế rồi. Còn khi các bạn cờ bạc thì cái đối tượng phối ngẫu của các bạn có mỗi chuyện thằng Tiến thì nó khó hiểu thôi, chứ còn 10 cặp vợ chồng mà vợ đã cờ bạc thì con vợ cũng cờ bạc, 10 cặp thì có chắc có mỗi thằng Tiến nó như thế, nhưng mà vợ nó làm giáo viên còn nên video nó nói thế thôi, chứ còn mình biết làm sao được. 10 cặp vợ chồng mà chồng mà nó đã vũ phu nó thế nọ thế kia thì con vợ nó cũng là cái loại đanh đá đành anh đòi mỏ. Chứ bây giờ chồng mà nghiện ngập mà con vợ mà nó làm giáo viên với cả ba bốn cái đảm đang với cả tốt cái gì mấy cái đảm đang đây, xong rồi đảng viên các thứ thì mây mây nó lại xà xuống dưới đất, nó hút nó hít cái ngọn cỏ ven đường, sớm muộn gì cái cặp vợ chồng thì nó cũng ly hôn thôi. Tại vì nó không cần cùng từng bậc. Còn nói chung là 10 cặp thì cũng hú họa có một hai cặp nó vẫn ở với nhau, nó vẫn bền. Nhưng còn đây câu chuyện thằng Tiến này đấy, chứ còn tôi bảo với các bạn rồi, cái mối quan hệ nếu các bạn cờ bạc, các bạn gái gú thì cái đối tượng hôn phu của các bạn cũng đéo nó cũng cùng tầng ấy, nên là làm đéo thì có ba bốn cái đảm đang nó yêu một thằng cờ bạc rượu chè với các thứ được. Ngày xưa thì chả biết thế nào, khô khó ở đúng không đấy, cho nên là nó ảnh hưởng là xung quanh mối quan hệ bạn bè của các bạn nó đã là giới cờ bạc. Cái thứ hai nữa là cho vay nặng lãi với các thứ, cái đối tượng hôn phu của các bạn nó cũng đéo ra gì luôn. Tức là nói chung là cái vấn đề ra gì hay không thì nó còn tùy theo nhận thức của các bạn, chứ còn khi nào pháp luật sờ đến thì người ta vi phạm với pháp luật thôi. Còn cái mà không ra gì, tức là nói ra là ví dụ các Phật tử thì thấy là thế là không ra gì rồi, cờ bạc rượu chè là không ra gì rồi, tại vì nó ở trong giới nhà Phật nghiêm cấm cái ý, hoặc là nhà Phật không cổ vũ thì gọi là không ra gì. Chứ còn với các bạn khác thì đang chơi cờ bạc hoặc đang xăm chỗ hay đang cho vay nặng lãi thì các bạn này bảo là ừ thế là vẫn ra gì, khi nào tao đi tù thì là tao sai với pháp luật thôi, chứ tao chả đả động gì đến nhà mày mà nhà mày mà chửi đấy. Thế đại ý là tôi nói như thế thì các bạn sẽ ảnh hưởng là cái mối quan hệ xung quanh các bạn, cái thứ hai là cái người hôn phu các bạn, xong đến con các bạn. Bố mẹ mà lô đề cờ bạc thì con cái thì nó nhận thức hay nó suy nghĩ thì nó có ra gì đâu, nó cũng thế, nó cũng chơi bời, cái gì dễ kiếm tiền thì nó cũng dễ mất. Đấy, xong rồi không quý trọng bản thân, các bạn cứ cứ nhìn xem các cái mà tôi nói xem có. Mình cũng trải qua rồi mình biết chứ. Đấy, từ mối quan hệ xung quanh xong đến đối tượng phối ngẫu xong đến con các bạn. Con các bạn xong đến khi nào các bạn tạch khéo con cháu nó vẫn cứ cờ bạc. Các bạn có dạy được nó đéo đâu. Bố bố trải qua rồi. Nói chung là cờ bạc thì bố đam mê như thế, nhưng mà bây giờ bố mà bỏ cờ bạc bố đéo biết làm nghề gì. Mày tốt nhất mày không chơi giờ cờ bạc. Con nó bảo ông thì cờ bạc như gì như chị, mà cờ bạc nó có phải mỗi cờ bạc không, đéo đâu. Chơi cờ bạc thì thường là các bạn phải nghĩ à, các bạn phải dính đến nhiều cái khác cơ. Nó phải có cái công cụ để hỗ trợ các bạn, là các bạn cũng có tí mực. Xong rồi các bạn phải gấu gấu một tí, chứ chưa thấy ông nào mà hiền lành, xong rồi đảng viên đảng viếc mà chơi mỗi cờ bạc. Chỉ có mấy ông ở công an huyện cũng như ông chơi cờ bạc nhưng mà ông vẫn là đảng viên thế thế thôi, chứ còn các bạn phải biết là nếu mà bình thường như như quần chúng nhân dân, là nếu các bạn chơi cờ bạc một phát là các bạn cũng phải gấu mèo một tí đấy, để các bạn còn vay mấy cả các thứ bùng biếc hoặc là cướp bạc hay thế nọ kia, nó đã ảnh hưởng đến cái thế trận mà các bạn răng ra mối quan hệ xung quanh của các bạn này, xong rồi vợ này con cái những cái người xung quanh còn mấy thế hệ cơ. Hôm mai sau các bạn mất cái khả năng các bạn dạy được con theo cái hướng mà nhà Phật người ta nêu ra. Nếu nói dạy dạy cờ bạc thì nói chung là khó lắm. Ví dụ tôi bây giờ tôi đang nghiện nghiện thuốc lá chẳng hạn, con tôi mai sau nó hút thuốc lá, tôi làm sao tôi bảo được con thuốc lá hại lắm con ơi, đúng không? Nó mất cái tính chính danh của các bạn không dạy được đấy, nó hậu quả nó gọi là cái nó gọi là chiến tranh đã qua đi nhưng hậu quả còn rất là nặng nề đấy. Tôi có bảo như thế, nó hậu quả như thế. Còn đôi khi các bạn trải qua cái giai đoạn đấy xong rồi lùi 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 một bước biển rộng trời cao. Nhưng còn với các bạn mà thấy tôi nói như thế xong các bạn sợ không chơi cờ bạc thì tôi phải nói thật cho các bạn là cái môi trường cờ bạc
là cái môi trường mà dạy con người ta nhanh nhất. Mẹ vào đấy nó đào tạo cho ông nào mà thất bại một phát là đi tù vào tội, còn ông nào ngã một phát mà ra một phát là còn người ta. Tôi cũng bảo rồi mà, không sợ là vấp ngã, mà vấp ngã xong đứng dậy thì các bạn không vấp ngã nữa, không vấp vào cái vết ngã ấy nữa. Chứ ông chưa từng vấp vào cái này xong rồi nghe thằng này nó nói thế xong rồi, tức là như kiểu đã giáo dục con cái cứ sợ là nó hư xong rồi mong nó thành đạt như thế nọ kia, nó phải hư xong rồi nó mới ngoan được. Mẹ cứ ngoan từ đầu đến cuối thì là nó thành kiểu đau ấy, kiểu sống thực vật. Tôi nói là cái ý nó như thế tại vì mình nghiệm ra. Còn tôi có nghiệm ra là cái quãng đời mình ở mình tồn tại đến bây giờ là cái môi trường cờ bạc là môi trường học, tức là môi trường đào tạo nó khá tốt, nó đào thải 10 thằng chơi cờ bạc, một thằng bước ra khỏi môi trường đào tạo nó thành người tốt luôn, nhận xét mấy các thứ nó quá là như mình luôn. Còn đâu 9 thằng là nó cứ nằm bẹt ở đấy thôi, coi như cuộc đời của nó cứ vào tù ra tội xong rồi chơi cờ bạc hết cả đời người luôn, không nhận ra là mình sống vì cái gì, mình đam mê cái gì. Điếu Văn lúc mà anh toi ấy, Điếu Văn là anh này là sinh năm này năm này, từ năm này đến năm anh ấy toi là anh ấy nghề nghiệp anh ấy tự do. Nói chung là trong Điếu Văn của các bạn không có một cái gợn gì, còn người ta cũng khóc đấy. Nhưng mà thường là chúng ta thì cái thời gian mà có giá trị nhất là thời gian chúng ta sống, chứ không phải là thời gian chúng ta chết. Ngày xưa thì cứ bảo là sống làm sao để khi chết nó nắm bát hương, nắm hương, cái bát hương nó đủ đầy. Mấy cái thứ hai là nắm vòng hoa, xong thế nọ thế kia. Nhưng mà nói chung là tôi đã bảo khi mà các bạn tu thân đủ lớn thì khác cái vấn đề mà sau khi chết là cái gì, sau khi chết có nhiều vòng hoa hay không, sau khi chết thì bát hương nó có đầy hay không thì không quan trọng. Cái ông đéo gì ngày xưa thiền sư hay ông gì ơi, ông ấy, con lúc ông ấy ốm, con ông ấy bảo là thì ba dặn cái việc hậu sự của ba. Ông bảo là tao chết thì mày cứ băm cái xác tao ra cho vịt nó ăn cho nó tiết kiệm. Đôi khi là người ta tu thân chưa đủ tốt thì người ta cứ no hậu sự. Bây giờ các ngôi sao nổi tiếng hay thế nọ thế kia, người ta toàn no cái vấn đề chết xong rồi mua mộ ở chỗ nọ chỗ kia toàn tiền tỷ. Nhà nhất cũng toàn chục tỷ mấy hai chục tỷ. Xong rồi người ta lúc người ta đang sống như này người ta mua mộ phần toàn tiền tỷ mấy các thứ. Cái mộ người ta, cái phần mộ của người ta sau khi người ta chết ý, còn đắt hơn cái nhà các bạn đang ở. Nhưng mà nhiều khi là đấy là cái vấn đề người ta giàu ở cái vấn đề vật chất, còn cái trí tuệ với cái vấn đề tâm linh của người ta chưa đủ tốt. Đấy, cái ông kia ông ấy làm cho mình cũng xúc động. Ông con ông ấy hỏi ý, bây giờ ba còn tỉnh táo như này, ba dặn cho con cái hậu sự của ba, của cha ấy. Ông bảo tao mà chết mày cứ lấy xác tao mày băm cho vịt nó ăn cho tiết kiệm. Người ta không cần chấp cái thân nữa. Bây giờ các ngôi sao hay những người giàu toàn mua mộ phần, mới cả mua cái lăng mộ, mới cả mua cái mộ. Hôm trước cái có một cái video tôi ấy là mấy trăm triệu cái sành, mấy cái bộ hài à cái bộ tiểu quách ấy, ở cái khu Bát Tràng của chúng tôi còn làm đấy này. Bộ tiểu quách người ta mấy trăm triệu tỷ ấy. Đánh những ông giàu. Ông giàu về tiền chứ không phải giàu về trí tuệ hoặc giàu về cái tâm linh. Cái bộ quách ấy, cái bộ để bốc mộ cho vào ấy, mày ăn tiền tỷ. Đéo biết nó khảm cái đéo gì, cho nên là Thái Công nó mới đắm người xem. Khi các bạn nghiệm ra là nó phải vô vi, nó theo nhà Phật các bạn toàn con Nam Mô A Di Đà Phật đi chùa rất nhiều, nhưng mà các bạn có nghiệm ra cái vô vi như thế đâu. Còn tôi nói thì thực ra là toàn từ những cái nhận thức hoặc cái ấy, chứ mình không phải là mày ăn nói xong rồi tắt đi xong rồi bố rồi ra ngoài kia bố cũng tranh giành đấu đá xong rồi để muốn mua mộ phần mấy cái thứ. Rồi lại còn Tư Mã ơi nói về cách mạng từ 1945 đến 1954 đi. Cái lịch sử mấy các thứ thì thực ra là mình cái lịch sử Việt Nam ấy, cái năm vừa rồi mình mới bắt đầu mình mới đọc và nghe nhiều. Nhưng mà về sau thì nói chung là rút ra cái bài học. Các bạn làm gì, đọc gì phải rút ra bài học. Chứ các bạn không phải là con vẹt. Ông đéo gì ông ấy có bảo ấy là hình như là ông chủ của Honda hay cái đéo gì ấy nhỉ. Người nào người ta hỏi ông ấy, tức là trong một cái buổi nói chuyện như này này.
cái ông phóng viên ông ấy hỏi ông ấy là cái vấn đề này, tôi không nhớ rõ. Thì ông ấy bảo là nếu anh muốn hỏi về kỹ thuật ô tô, tôi gọi trợ lý của tôi hỏi chuyên gia, tôi hỏi trưởng phòng về cái vấn đề này nên trả lời cho các bạn, chứ thời gian của tôi không phải là cỗ máy. Tôi thuê những cái người giỏi trong từng lĩnh vực để người ta làm, chứ tôi không phải là tôi là quyển từ điển hay tôi là con vẹt. Tôi lưu tất cả vào trong đầu để khi các bạn hỏi để tôi trả lời. Đấy, thế bây giờ các bạn nếu mà muốn tìm về cách mạng từ năm 45 đến năm 4 thì các bạn nên Google, nên các thứ. Tôi chỉ biết là nếu mà áp dụng từ cái gì, ví dụ như là mình tổng kết ra là nếu mà các cái cuộc chiến tranh với các thứ ấy, thì các bạn biết là cái nguồn chủ lực là toàn thanh thiếu niên. Tại vì cái thanh thiếu niên cái lứa tuổi ấy là nó dễ bị kích động. Người già như tôi bảo đi làm cách mạng đi với thế nọ thế kia, như tôi thử ông nào rủ tôi đi làm cách mạng, tôi còn bao nhiêu thứ để mất, mẹ nhà cửa thu nhập công ăn việc làm con cái mẹ già. Nhưng mà tôi mà năm nay 16, 17, 18 tuổi xem, các ông rủ tôi đi làm cách mạng là tôi đi lên luôn. Ngày xưa ông bảo thế, ngày xưa vẫn nói với ông chú là ông chủ tịch xã này, ông chú lấy bà cô ruột. Mình bảo nếu mà có vấn đề gì về Trung Quốc với Việt Nam là cháu sẽ xung phong đi lính, cháu sẽ bảo vệ bờ cõi mới chứ thế nọ thế kia. Đợt ấy mình chưa lấy vợ, hôm ấy là giỗ cái gì, ông ấy chỉ cười nhạt, chỉ cười nhạt. Mà tại sao chiến tranh nó cứ xảy ra nó thế nọ thế kia, nó giống như kiểu cái giang hồ mạng bây giờ, như rằng bọn nó huấn ấy, nó phải các bạn chửi nó càng mừng. Nếu có nhiều mắt xem là hai đứa lại chửi nhau qua chửi lại, nếu các bạn chửi nó mà các bạn đang nắm mắt xem ấy thì nó lại chửi các bạn và nó bảo với các bạn là mày cứ chửi tao tiếp đi, miễn là không động vào bố mẹ tao là được, con cái tao là được, còn mày chửi tao càng đông mắt xem tao càng bán được hàng. Các nước lớn người ta cứ muốn gây chiến tranh là vì là các nước lớn là người ta bán vũ khí, Mỹ nó càng mong đánh nhau, nó cứ gây nó chỗ nọ chỗ kia, xong rồi một là nó bán được vũ khí, phải đánh nhau thì bố mày bán được vũ khí. Cái thứ hai là cái kiểu như kiểu kiểu Mộ Dung Phục ấy, chúng mày phải đánh nhau túi bụi đi thì bố mới mới mới, mới phục được quốc. Nó bây giờ mình là một cái thằng ở giữa ấy, cho nên là mình chỉ mong là cuộc sống nó ổn định về kinh tế văn hóa chính trị. Đấy. Để xã hội nó ấy, chứ còn bình thường bây giờ giới trẻ là cứ mong là đi đòi Trường Sa với Hoàng Sa. Các bạn muốn đòi thì cái thực lực các bạn đủ đủ tốt, sau đòi là còn phải giữ được cơ. Đúng, các bạn lên mạng thì toàn như kiểu ảo ấy, cứ đòi nọ đòi kia, phản đối với thế nọ thế kia. Các bạn cứ học cho tốt đi, để dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Từ lúc nước mình đã mạnh rồi thì thằng đéo là nó lấy được của mình, nó còn muốn là hợp tác với mình. Không, bố cấm mày, bố cô lập mày luôn, bố không bán cà phê trong bên mày nữa. Tôi hôm trước tôi có bảo mấy thằng bạn tôi nó sang Trung Quốc này, từ từ em cắt video trước này, mẹ mày sang đấy mày cứ giải phóng Trung Quốc làm gì, xong để nó bắt vào nó nhốt đi tù bên Trung Quốc ấy. Nó cứ sang đấy giải phóng nó làm gì, ngày ngày xưa mình cứ thế ấy. Mẹ kinh tế văn hóa chính trị mình thì kém, xong rồi thế nọ thế kia cứ đi giải phóng này, giải phóng này. Đấy là mình nói như thế, nhưng mà đôi khi nó cũng không không ấy, còn tùy các bạn nhận thức thế nào. Còn nếu mà theo dõi hay là xem một cái vấn đề gì, các bạn phải áp dụng cho bản thân nó gọn lại được cái gì, học hành học xong rồi hành áp dụng cho bản thân, học được cái gì. Nhưng các bạn không phải là con vẹt mà bây giờ như các trí tuệ nhân tạo nó nhớ tốt hơn các bạn. Các bạn muốn tìm một cái gì nó gõ ra là nó có, các bạn lưu ở trong đầu làm gì cho nó đau đầu cả. Đấy, còn chiến tranh với các thứ là thường là những cái nước lớn là nó bán vũ khí. Còn các cái vấn đề khác, ví dụ như cái nước trong nước của nó ấy, trong gia đình nhá, nó hay như thế này. Gia đình mà nếu mà bây giờ mà cuộc sống nó cứ yên bình yên biết, cái bộ phim Việt Nam là có cái chỗ cũng hay, cái bộ phim mới là bộ phim đéo gì nhỉ, Chuyện Nhà Mộc thì phải, cái phần phần mấy ấy, cái con vợ à con của ông này là có thai ấy. Ông chồng là ông ấy không có việc làm, ông chồng ở nhà theo kiểu ăn bám bám vợ, gia đình đang yên nhưng ông phải chửi vợ mới cả mắng vợ thì ông ấy mới có chỗ đứng. Các bạn xem cái bộ phim, cho nên là ví dụ đôi khi là có những cái thuyết âm mưu, mà ví dụ như là trong cái nội bộ đảng của bên Trung Quốc thế nọ thế kia và các nước lớn nó đang không được suôn sẻ, nó đang đấu đá, thế người ta hướng cái ánh mắt của dân dư luận ra bên ngoài,
đấy, đôi khi là các bạn biết là bản chất của chiến tranh hay các thứ linh tinh, hoặc là đấy là các cái mà mình ấy thôi, chứ còn không phải đơn giản là nó cứ đánh nhau là để cho xã hội, còn ai cũng muốn là yên bình, tức là như mình ấy thì cũng muốn là yên bình, cả xã hội cả đất nước nó yên bình, người Bắc không chửi người Nam, Nam Định với cả Hải Phòng với Hưng Yên đoàn kết thành một mối, nhưng khó lắm, xã hội nó có người nọ người kia, ai cũng như tôi thì xã hội nó đúng thiên đường luôn, mẹ thiên đường nó như trên 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 trời ấy, gọi thiên đường ấy, mẹ bát giới nó còn ham mê gái gú của mẹ nên trên 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 trời nó vẫn còn đam mê như thế trên trời nó còn đấu đá còn loạn, nên Ngộ Không nên còn ăn trộm cơ mà, trên trời kìa, trên trời gọi là thiên đường với cái gì gì mà các bạn biết này, ở trên trời ấy. Nó còn thiên thiên đường hay là các cái tầng bậc của trời ấy, tầng bậc của trên thiên giới ấy, nó còn nhiều tầng bậc lắm, cái đéo gì bao nhiêu các cái ấy, ấy. Thì các cái tầng bậc như thế thì các bạn có thể tìm hiểu đọc thêm, còn nếu mà như như mình mà mấy ra thì theo khoa học thì nó ấy thì giống như kiểu con người ta ở cái giai đoạn này, nhưng mà lên một cái hành tinh khác thì nó khoa học nó tiến bộ, còn ví dụ như là cách đây mà 200-300 năm thì các bạn không thể hình dung ra là tôi đang ngồi tôi nói chuyện với các bạn như này được. Nếu 200-300 năm trước, 200-300 năm trước có một thằng dở hơi từ Hưng Yên nó đang lên live stream như này, bao nhiêu người ở tận nơi đâu xem, thì các bạn đấy cái thằng ấy đang nói là làm gì có cái điều ý, chỉ có ở trên thiên đường mới có cái chuyện ấy thôi. Bây giờ mà mình mang khoa học này về thời tiền sử hay hoặc thời thời đánh nhau Tam Quốc thì khéo mình cũng là Đức Phật luôn, chúng nó bảo thằng này có thần thông thằng này có thần thông ấy, nó nhốt mấy cái người kia ở trong trong cái hộp bé đấy, đấy là cái mà các bạn xem những cái phim xuyên thông xuyên không ấy, còn có thể là có cái mà nói chung là nếu các bạn đọc nhiều hay học nhiều mấy các thứ thì các bạn có thể mở mang cái trí tưởng tượng, trí tưởng tượng nó cũng quyết định nó cũng nhiều cái đấy. Còn cái vấn đề mà thôi hôm nay nói thế này thôi, để tí nữa tôi còn xuống tôi ăn mấy quả trứng vịt nộn mấy cái gì gì đây, hôm nay có 2 quả trứng trong nồi cơm vừa cắm cơm, hết mẹ gạo mai lại phải đi mua. Còn định chia sẻ cả cái vấn đề dạy con rồi các cái vấn đề đau đáu kia, tài giới mà sản xuất gia dụng cụ giết người thế thì không bằng con chó là cái đéo gì đéo hiểu. Tâm sự tại sao nam nữ lấy nhau lại bỏ nhau, nói chung là nam nữ lấy nhau bỏ nhau thì nó lúc lấy nhau thì là hòa hợp, thằng chồng nó 10 con vợ nó 8 hoặc loanh quanh như thế, còn nam nữ lấy nhau mà bỏ nhau nếu mà theo như tôi ấy là nó khi đã bỏ nhau là nó mất mất cân bằng. Lúc ấy thằng chồng nó đi ra ngoài nó tiếp cận mấy thế nọ thế kia thì lúc ấy nó đang là 15 cơ, nhưng con vợ lúc lấy là 8 thì nó tụt mẹ xuống 5. Thế là một cái số 15 với số 5 nó gặp nhau thì nó chênh vênh, nó gây nhiều những mâu thuẫn với giản nứt. Con vợ đang 5 nó muốn kéo lùi bánh xe lịch sử, nó muốn thằng chồng về 6 cho nó hợp, nó là muốn thay đổi, nó làm cách mạng, nó nôi thằng 15 về mới 6. Còn con vợ mà đi ra ngoài mà thằng chồng cứ làm việc nhà là thằng chồng từ lúc lấy là 10 nó tụt mẹ xuống 5. Con vợ nó đi ra ngoài thì nó đang 8 nó lên mẹ 12. Thế nó lại mất cân bằng. Xong rồi đi ra ngoài thì vợ thì nó cũng... Còn con người, bản chất con người là không biết điểm dừng không? Đấy, nó xuất phát từ cái ham muốn thôi. Còn cái có cái tâm lý nữa là giành được trước khi có thì là rất là ham muốn. Giống như các bạn cũng thế, như trẻ con thế thôi. Muốn đòi đồ chơi hay muốn đòi đồ ăn là đòi cho bằng được. Nhưng mà khi đã là sở hữu rồi thì lại không thấy quan trọng nữa. Con cái cũng vậy. Đòi cho bằng được cái đồ chơi. Người lớn cũng thế thôi mà. Trong hôn nhân cũng thế. Mẹ chưa lấy được nhau thì... em là tất cả của đời anh thế nọ thế kia. Còn người ta lấy ví dụ rồi, người ta bảo là hôn nhân nó giống như kiểu là nhà vệ sinh ấy. Người ở ngoài thì cứ muốn vào trong, người ở trong thì cứ muốn ra ngoài. Còn cái gì mà chưa giành được thì còn quý trọng. Xong rồi con cá mất là con cá to. Con cá câu lên thì nó bé lắm. Con cá mất nó còn bé hơn nhưng mà vẫn bảo nó to. Đấy, các bạn biết là nhiều cái tâm lý nó nói về cái vấn đề ấy, chứ còn mẹ bây giờ hỏi cái vấn đề tại sao nam nữ lấy nhau lại bỏ nhau thì nó là do hôn nhân. Trong câu hỏi của bọn TikTok nó nói hay là các thứ này, nó hỏi cái nguyên nhân của ly hôn là kết hôn, không kết hôn thì làm sao mà có ly hôn. Còn giải thích ra thì nó nhiều, các bạn phải hỏi những cái bọn nó bỏ nhau, nó có vô vàn lý do. Cái chuyện nhà Mộc thì trước khi yêu nhau thì anh ấy vẫn hồn nhiên ngây thơ và thế nọ thế kia, sau khi lấy nhau anh vẫn hồn nhiên ngây thơ.
Các bạn nấy người ta vì hồn nhiên ngây thơ, nhưng nấy rồi mà vẫn cứ hồn nhiên ngây thơ là các bạn ghét. Các bạn không còn thích nữa. À, kiểu vậy. Chuyện chuyện nhà Mộc ấy, cái video ấy. Thế tại sao mày nấy nó? Bảo tại vì anh khi yêu anh hồn nhiên ngây thơ mới thế nọ ấy kia. Thế bây giờ tại sao mày bỏ? Tại vì anh ấy vẫn cứ hồn nhiên ngây thơ mới cả thế nọ thế kia. Mẹ, trước khi lấy nhau là phải dắt nhau đi thế nọ thế kia, nhưng mà khi lấy nhau rồi vợ là nó phải đong từng cân tóc, đếm từng hạt dưa cả. Chồng mà nó còn ngây thơ hồn nhiên và mơ mộng, đéo được. Bây giờ cái thời điểm anh hồn nhiên ngây thơ, anh đi đâu anh tiếp bạn tiếp bè, bây giờ có gia đình rồi anh phải tiết kiệm, bây giờ thu nhập bao nhiêu anh phải đưa cho em, thế nọ thế kia, nó nhiều nguyên nhân lắm. Đi hỏi cái bọn ly hôn ấy, nó vô vàn lý do à. Nó vô vàn lý do làm sao mà ấy được. Còn tôi nói về cái vấn đề nhận thức thì là nó đúng đấy. Tức là nếu mà các bạn cùng nhau phát triển thì nó mới ấy được. Cùng nhau phát triển thì ví dụ như khi lấy nhau thì thường là làm sao mà để nó bền vững thì là nên là nếu mà mình đàn ông mà 6 thì vợ nó tầm 4. Chứ còn nếu mà bây giờ mà đàn ông 3 mà lấy con vợ 6 thì thường là lúc ấy là các bà đang 60 lấy 28 lấy 82 à, hay là 27 lấy 72, tức là vợ nó 72 còn chồng chỉ 27 thôi. Chứ còn bây giờ mà các bạn đang các bạn là đàn ông mà các bạn 3 mà lấy con vợ nó giỏi, tức là vợ nó 6 ấy, thì là chỉ có như thế thôi, lấy vợ nó bằng tuổi mẹ mình. Còn làm sao mà để cho hôn nhân nó bền vững ở trong mấy năm đầu ấy thì là chồng lên 8 xong rồi vợ tầm 6. Chứ còn nếu mà chồng 8 mà lấy vợ 2 thì cũng dẫn ra mâu thuẫn và dễ bỏ nhau. Vợ thì nó níu giữ theo kiểu là giữ được cái xác, nhưng mà chồng nó đi ra ngoài nó bồ bịch. Bỏ nhau là cái mà người ta không muốn, không, người ta nghĩ là nó trong vô vàn những cái cách giải quyết thì gọi là biến trong cuộc sống ấy, cái gọi là cái biến ấy, thì người ta chọn cách ly hôn là cách tốt nhất. Đấy, ly hôn và bỏ nhau là tốt nhất. Còn khi mà lấy nhau rồi thì làm sao mà giữ được hôn nhân với các thứ. Còn nếu mà như giới trẻ người ta bảo là nguyên nhân của ly hôn là gì, thì nguyên nhân của ly hôn là kết hôn. Có kết hôn thì mới dẫn đến ly hôn. Chứ còn các bạn cứ sống thử thì kéo hạnh phúc đến già. Đấy, chưa ràng buộc. Mày nghịch mà phát là bố bỏ đi luôn. Đấy, cho nên là các đôi showbiz showbiz ở sống thử với nhau thì tầm 7 năm, 10 năm. Mà lấy nhau là 2 tháng thì bỏ. Tại lúc ấy đã thuộc về nhau rồi, nó lại gò bó. Đấy, nó kiểu vậy. Còn khi mà chưa lời kết hôn nha, chưa có ràng buộc nha, là mày mà dỗi là bố bỏ về nhà bố mày. Tại vì chúng ta chỉ sống thử thôi, chúng ta chưa ràng buộc gì, tài sản hay các thứ cũng chả liên quan đến nhau. Thu nhập của anh tiêu, thu nhập của tôi tiêu. Nhưng khi lấy nhau rồi có nhiều cái ràng buộc. Mà giới showbiz mấy cả giới nghệ sĩ người ta là cái thể loại mà, tức là cái tư tưởng, cái tư duy, cái lối sống, cái ấy của người ta nó rất tự do, nó phóng khoáng. Nghệ sĩ nghệ siếc là hay cái kiểu ấy, các bạn không hiểu đâu. Nó chuyện là năng trạ hay chuyện thế nọ thế kia thì nói thật trong showbiz chắc là nó bình thường. Nhưng người bình thường lại thấy thế là trái với thuần phong lối mỹ tục với cả con đường cách mạng với cái thế nọ thế kia, trái với lời bác dạy trước lúc đi xa. Nhưng mà trong cái giới nó ấy lắm. Còn tôi nói với các bạn thì nó vô vàn nguyên nhân, nhưng mà tôi là cái thằng vớ vẩn ấy thì giải thích làm sao được. Các bạn lại nôi ra là mày nói thế, cái đôi ly hôn kia nó vì cái nọ cái kia, bố chịu được. Còn làm thế nào mà hai vợ chồng nó cùng trong một giới thì người ta sẽ hiểu lỗi khổ của nhau. Tôi với con cái Thủy thì nó tiết kiệm được cái thời gian gọi là nghi kỵ với cả nghi ngờ, xong rồi đồn đoán loạn xạ thì nó đỡ đau đầu. Chứ bây giờ mà chồng làm ở bên công ty điện nước chẳng hạn, vợ nó làm kế toán, thế là lúc nào cái vợ nó cũng nghi là thằng chồng này hôm nay đi đây này gặp con nào đấy, thằng đéo gì hôm nay nó ghi mà nó chia sẻ mầm nhỉ. Anh bảo là Tuyết à, đâu anh bảo là Tuyết đẹp nhỉ, con vợ nó lại hỏi là Tuyết là con nào, tức là nó qua cái ảnh đi Hàn Quốc hay gì ấy, thằng chồng là khen là Tuyết là đẹp, thế con vợ lại bảo thế Tuyết là con nào. Nó kiểu như vậy. Còn tôi bảo là để mà ấy thì để đầu tiên để giữ cái người khác ấy, nó là cái bên ngoài. Video trước tôi có nói rồi, gia đình rồi vợ rồi người khác giới, nó là cái bên ngoài. Mấu chốt là vẫn là giữ mình. Làm sao mà giữ được mình và phát triển lên thì các bạn sẽ có tất cả. Còn đôi khi là bỏ nhau nhưng mà các bạn giữ được mình thì chẳng qua người ta không hợp hoặc hết duyên.
hết duyên thì bỏ nhau thôi, kiếp trước thì nợ lần nhau thì ở với nhau, đấy là theo đạo nha. Còn đến giai đoạn này chúng ta hết nợ rồi thì chúng ta lấy thôi. Ví dụ như bây giờ các bạn đang nợ người ta thì người ta còn theo các bạn, người ta đòi. Trả hết nợ rồi thì mày điên mà mày đi theo tao nó làm cái gì? Đấy kiểu như vậy, đấy là theo đạo. Còn các bạn cứ hướng cái cảm xúc, cái con người, cái thời gian, cái quỹ thời gian đang sống của mình cho người khác, cho cái tha nhân, cho cái vật bên ngoài. Tôi thì từ mấy video hoặc bao nhiêu video, bao nhiêu năm là tôi cứ bảo các bạn là hướng vào bên trong, từ trong đi ra. Tức là bản thân các bạn hãy cố gắng là chính mình đi, giữ mình đi đã, đừng có giữ người khác. Áp đặt làm cái mẹ gì, giữ mình và phát triển lên. Đúng rồi, có tự do, đầu tiên là thu nhập về tiền, làm giàu về vật chất. Cái thứ hai là làm giàu về nhận thức, làm giàu về tâm linh. Thì cái gì đến với mình thì mình đón nhận, cái gì mà rời mình ra thì nhẹ nhàng. Nên bây giờ các thầy, các Phật tử là toàn nghĩ là đi chùa là để sống dai, để chết đi vãng sanh, xong rồi thế nọ thế kia. Tu là để vãng sanh, để cầu cực lạc, xong rồi để giàu, để con cái nó giỏi giang. Tu gì cái thể loại ý. Người tu nhá, không phải là tu là để các bạn không gặp sóng gió đâu. Tu vẫn gặp sóng gió, vẫn gặp nghịch cảnh bình thường, vẫn gặp những cơn đau bình thường. Nhưng người tu là bên trong ấy, là người ta vững mạnh, tức là cái nội lực của người ta đủ lớn. Để sóng gió nó có xảy ra thì bố mày thuyền bố không đắm. Bây giờ đi tu này cứ mong cuộc sống nó này yên ả, nó như kiểu không bao giờ ra khơi, chỉ chạy ở trong sông thôi, không có sóng. Thế thì mày ở trong sông thôi, mày đừng ra ngoài biển làm gì. Đã ra ngoài biển là phải có sóng. Nhưng nếu mà cái người tu ấy, là người ta gia cố cái con thuyền người ta, để dù bất kỳ sóng gió nào xảy ra là bố chịu đựng được hết, cảm giác nó nhẹ như nông hồng luôn. Ngày xưa có những cái ấy là người ta gọi coi cái chết nhẹ tựa nông hồng, là những ông tu thân nó đủ tốt đi. Ông ấy bị địch bắt, ông ấy móc mẹ cái nòng ra, ông ấy xiết cổ, ông tự tử. Với cả ông gì ông bảo là ta thà làm ma nước Nam còn hơn là làm vương đất Bắc ấy. Người ta coi cái chết nhẹ tựa nông hồng. Đây các ông đi tu này cứ mong là không bao giờ xảy ra cái chết xảy ra, với cả không bao giờ gặp nghịch cảnh. Người tu là người đi tìm cái bên trong, từ cái bên trong nó xuất phát ra bên ngoài. Xong rồi người ta không phải là tu là người ta không có nghịch cảnh, mà người ta nghịch cảnh hay là cái đổ vỡ hay là những cơn đau nó vẫn đến, nhưng người ta mạnh mẽ từ bên trong để người ta chống đối được hết. Có ra biển lớn đi chăng nữa, thuyền bố mày ra cố rồi, bố không bao giờ lo bị ập. Nhưng các ông toàn nghĩ là các ông tu là để giữ được vợ mới thế nọ thế kia, giữ mình đi đã, phát triển bản thân đi đã, thì tất cả mọi thứ nó đến. Mà nếu nó không đến thì cũng thoải mái nhẹ nhàng, mọi thứ nó đến thì mình nhẹ nhàng mình đón nhận thế thôi. Chứ không phải là tu để cuộc sống nó không toàn gặp người tốt, không bao giờ gặp trộm cắp mấy cả thế nọ kia. Gặp trộm cắp mình vẫn cười bình thường. Em có thì em đưa cho anh ngay. Nhưng mà các ông tu không đủ lớn là gặp người cho các bạn tiền là rất là vui. Giới trẻ bây giờ cứ ông nào giàu là nhận là bố. Ông nghèo là không quen, kể cả bố đẻ luôn. Đưa đến trường mà phát bố phải đứng cách xa trường con phải 1-2 cây. Tại bố đi làm xe ôm công nghệ. Gặp người giàu thì cứ lên mạng là nhận ông Vượng là bố mới thế nọ thế kia. Đấy kiểu như. Còn nói ra thì nó khó lắm. Vì tôi những cái video này hoặc bao nhiêu năm các bạn biết thì tôi bảo là từ bên trong. Thì hôm nay nói về cái vấn đề ấy, cái video mà lúc 8 giờ sáng mới vừa đăng trên YouTube rồi đây. Thì cái bên trong nó sau đấy nó sẽ quyết định cái bên ngoài. Khi bên trong các bạn không đủ mạnh ấy, thì là các bạn lại phải dựa vào cái tha lực. Một là nghe kinh, nghe kệ, xong rồi mặc định hoặc là suy nghĩ ở trong đầu nó là. Thì cái sáng nay tôi có liệt kê là nó là mê tín. Tức là tín nó là niềm tin ấy. Rõ ràng là bao nhiêu năm, bao nhiêu nghìn năm ấy, con người phải có niềm tin thì con người mới sống tiếp được. Nhưng mà niềm tin mà nó dựa trên khoa học hoặc dựa trên sự hiểu biết thì nó là tỉnh, tỉnh tín. Tỉnh tín tức là cái niềm tin nó trong cái tỉnh. Còn rõ ràng khoa học nó chưa là tất cả, nhưng chúng ta cứ dừng lại ở nhận thức bây giờ đi đã. Còn nếu mà đôi khi khoa học, đôi khi đéo biết đi, đéo giải thích được ấy, xong rồi cứ mê theo nó ấy, rồi xá lợi tóc Đức Phật thì các bạn sẽ bị lừa, xong rồi sụp đổ thần tượng, xong rồi tranh cãi đấy tùm lum. Nếu các bạn mạnh bên trong thì xá lợi Phật thì nói chung là cũng không dựa quá vào cái ý. Đấy, xá lợi tóc Đức Phật với các thứ ấy. Mà bây giờ nghe lời Đức Phật, đấy là Đức Phật trước Đức Phật, thì bây giờ đi theo Đức Phật, hiểu về Đức Phật thì trước Đức Phật người ta làm gì, con Nam Mô A Di Đà ấy.
trước Đức Phật thì các người đi theo Đức Phật, mà bản thân Đức Phật cũng không niệm ai cả, không nhớ ai cả, tự ngài ngồi thiền và ngài đắc đạo. Nhưng bây giờ bảo các bà đang niệm Phật 60-70 ngồi bắt chân lên ngồi thiền đi thì các bà đau chân, các bà gãy chân luôn. Thôi thì cái pháp môn niệm Phật là nó dễ, thôi áp dụng cho những bà ấy để cho gieo duyên cho bà ấy vào theo Phật đã, xong rồi làm được việc tốt mới nhận thế nọ thế kia, xong rồi sau đấy kiếp sau kiếp trước là áp dụng sau, chứ còn nó khó. Còn trước Đức Phật thì tôi cứ nhớ là tôi niệm tức là nhớ ông Phật này. Trước ông Phật ông có niệm ai đéo đâu, có con Nam Mô A Di Đà ai đâu. Trước ông Phật thì chắc là ông ấy chỉ ngồi thiền thôi, xong ông ấy quán thân vô thường, ông ấy gọi là thi nâm cái rừng xác chết. Đấy, sinh não bệnh tử xong thế nọ kia. Ban đầu là Đức Phật là đi bốn cổng thành ấy, có người bệnh người chết người thế nọ thế kia, xong rồi ông ấy quyết tâm thế nọ thế kia, xong rồi ông ngồi thiền. Nhưng ông ấy có niệm ai đâu để ông ấy đắc đạo đâu, ông ấy thành Phật đâu, làm gì có cái pháp môn niệm Phật trước thời Đức Phật. Trong cái thời Đức Phật đang tồn tại chắc là các cái Phật tử đi theo thì cũng không niệm không ấy. Còn niệm mà là nhớ thì các bạn phải biết là nhớ như thế nào. Tôi cũng chỉ đấy là tôi nhớ. Còn thời Đức Phật chắc là người ta không ngồi, xong rồi người ta thế nọ thế kia, mà người ta ngồi thiền, xong rồi người ta đi vi, tức là đi khất thực đi ấy, xong rồi tu để sửa ấy, sửa bản thân, cái tham cái sân cái si, bát chánh đạo chánh tư duy chánh thế nọ thế kia, đấy là người ta sửa dần thì người ta mới được. Chứ còn bây giờ mà cứ dựa vào một cái pháp môn là dễ dàng, chả có cái gì dễ dàng cả. Đấy, còn nói với các bạn cái vấn đề mà đi từ bên trong ra bên ngoài thì tôi áp dụng như thế thì tôi chia sẻ thế thôi. Nhưng bây giờ các bạn cứ đi tìm cái bên ngoài, các bạn tìm là làm thế nào để quản vợ mới cả giữ, thì nói chung với những cái đứa lăng loàn thì các bạn giữ nó mẹ. Bây giờ lấy mật khẩu Facebook, lấy mật khẩu Zalo, lấy mật khẩu TikTok, nó hẹn nhau trên Shopee, nó hẹn nhau ở đéo cái nền tảng đéo gì ấy. Nó các bạn giữ nó ở nhà thì vừa mới rời mắt ra phát các bạn đang đi vệ sinh, phát nó trò mẹ đít ra cửa sổ rồi. Giữ làm sao được? Nên bản thân các bạn còn đéo giữ được các bạn ấy. Đôi khi còn xa ngã bỏ mẹ nên giữ các bạn đi đã. Nó phát triển nó lên thì lúc nào cái gì của các bạn thì nó ấy. Mà đôi khi lúc ấy các bạn tiền nó đến các bạn còn đẩy đi. Đẩy đi đéo cần, bố phải tu thân đủ tốt rồi bố đéo cần những cái ý cơ. Đấy thì hôm lúc nãy tôi có nói với các bạn ấy, chứ còn nếu mà bây giờ mà các bạn mà tu thân không đủ thì cái gì các bạn cũng muốn. Nếu các bạn ở cửa dưới so với cái người nữ thì các bạn muốn giữ nó. Nhưng nếu các bạn ở cửa trên thì cứ muốn đuổi nó đi để lấy con khác. Các bạn phải hình dung nào? Chứ đôi khi là do cái nhận thức cái đấy thôi. Bây giờ nha, các bạn đang ở cửa dưới thôi, con vợ các bạn xấu hơn hoặc thu nhập nó kém hơn thì các bạn ghen muốn giữ vợ. Nhưng các ông cứ tin đi, nếu mà vợ mà nó trước khi nấy nó 6 mà bây giờ nó sau khi nấy nó cứ nội trợ với các thứ nó còn có 2. Mà các ông bây giờ nên 15. Nói thật ra là vợ nó chỉ ở nhà nó quay quản việc gia đình với các thứ thôi. Các bạn đi ra ngoài lại chơi với con đéo gì G63 với con hồ hiếc đéo gì, sông hồ núi biển đéo gì. Tôi nhìn thấy con vợ là các bạn có giữ đâu. Các bạn không giữ, muốn nó đi cho khuất mắt. Cho nên trong các bộ phim trinh thám các thứ là toàn những âm mưu giết vợ mấy thế nọ đi kia. Còn với các ông cửa dưới cho với vợ là cứ muốn giữ vợ, xong hơi tí thì ghen. Các bạn đang cứ muốn níu giữ cái bên ngoài các bạn. Giữ được, ngày xưa tôi có cái câu nói ông chú. Ông cứ bảo mẹ sao dạo này mày thế nọ thế kia, xong rồi mai sau mày cuộc sống mày thế nào, đợt đấy mình còn chơi cờ bạc với các thứ, mình nghĩ cuộc sống mày thế nào, cờ xong rồi làm nhà thơ, nhà văn. Thế là mình bảo là giữ được, tức là mình nói bóng gió ấy. Ông chú ông bảo là tương lai mày thế nọ thế kia đéo ra gì, xong mai sau, ông ấy có hỏi này. Ông có bảo thêm mà tương lai mà 5 năm nữa hay 2 năm nữa thì làm thế nào? Mẹ mày ốm, mẹ mày thế nọ thế kia. Nếu mà bây giờ mà cần những cái khoản tiền mấy chục triệu thì đơn giản. Mà bây giờ cần tiền tỷ thì chỉ có bán đất đi thôi. Ông bảo thế đéo được. Bây giờ cuộc đời là bố mẹ cho 300 mét vuông thì làm sao mà đến khi mày toi mày phải nảy sinh ra 600 mét vuông. Tức là bản thân một cái cuộc đời này phải tạo ra giá trị thặng dư. Mình đến với cuộc đời là số 0, mình ra đi rõ ràng là số 0, nhưng cái người ở lại nó không phải số 0. Chứ còn bây giờ thì như cái video buổi sáng tôi có nói, các cụ cho bố mẹ các bạn mỗi người 100 mét vuông, đến đời các bạn là lấy được 100 này, cắt mẹ ra còn 30 mét vuông, còn 70 mét vuông bán đi cho người khác. Không để mua một cái nhà, xây một cái nhà to, hoặc mua thêm cái ô tô hay cái xe máy. Nhưng mà cứ dần dần cứ đời ông là 300 mét vuông, xong rồi đời bố là còn 100, ông đời con là còn 30.
Xong rồi đến đời cháu của các bạn là nó bán mẹ mảnh đất thổ cư đi, nó mua chung cư để nó ở. Đến đời cháu nữa, đéo còn chung cư mà ở, phải đi nhà ở thuê. Tại vì chúng ta không tạo ra giá trị thặng dư trong cái quãng đời của chúng ta đang sống. Còn đấy là thực tế, là hầu như các bạn cái xã hội kim tiền nó lại như thế. Ông chú bảo thế là đéo được rồi. Xong rồi mình mới bảo là nếu mà giữ được rừng thì thiếu gì củi đun, thì no gì thiếu củi đun. Tức là giữ được rừng thì no gì thiếu củi đun. Tức là các bạn phải giữ được bản thân các bạn đã. Ông chú bảo rừng Việt Nam làm đéo còn. Rừng Việt Nam chúng nó chặt đi hết rồi. Đấy, mình bảo giữ được rừng thì no gì thiếu củi đun. Giữ được bản thân đi đã. Chứ còn những cái mà 5 năm, 10 năm tới là nó tùy duyên mà lở từ tùy duyên mà ấy. Đấy, cái no gì bệnh tật xong rồi nhớ mấy năm nữa thì bà ốm thì sao mới thế nọ thế kia mà cần mấy chục tỷ. Đấy là đợt tôi còn bé trước lấy vợ hay thế nào. Thì mình mới có cái câu bóng gió mình bảo giữ được rừng thì no gì thiếu củi đun. Ông chú bảo rừng nó chặt con mẹ nó hết rồi. Nếu nếu toàn con gái thì đất cho ai em ơi. Thực ra là các bạn nghĩ đến việc đời vấn đề đất mới cho ai, hợp ai thì cho. Còn các bạn mà níu giữ vào cái vấn đề mà đẻ toàn con gái nó mới thế nọ thế kia thì thực ra là tôi thật ra tôi vẫn thích con trai hơn. Đấy, được cái là mình cũng được cái là mình đẻ được hai thằng cu thì nó cũng toàn là con trai. Đấy, chứ mình mà đẻ hai đứa con gái thì chắc là mình cố gắng đẻ thêm đứa nữa để được con trai, hoặc là đi 200-300 triệu để được con trai. Mình vẫn tư tưởng là nó hơi cổ hủ một tí. Tôi vẫn thật tôi nhận là chỗ này là tôi hơi sai. Đấy, còn nếu mà còn con gái thì sao thì thôi lại tu tiếp. Là đôi khi nó gặp nghịch cảnh như thế thì đôi khi là nói thật ra là tôi nghiệm nhiều thứ lắm. Nhưng con thì mình cũng bảo là con nào cũng là con, nhưng thực tế là mình cũng hơi cổ hủ. Thì may mà cũng đẻ được hai đứa con trai, chứ còn đẻ được hai đứa con gái thì chắc là vẫn phải đẻ thêm đứa đứa con trai. À, nhưng mà may mắn là nó thế cho nên nó khó. Còn nếu mà bây giờ nếu áp dụng cho bản thân tôi mà bây giờ mà nếu mà đẻ toàn con gái mà đất cho ai thì nói chung là lúc ấy thì mình sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình sẽ không phải là năn nộn quần quật để kiếm tiền xong rồi để dành cho con nữa. Do giai đoạn này là tôi được tự do, là vì là mình không bị bó hẹp trong việc việc là cứ nên live stream hay là thế nọ thế kia là các ông mua đi. Đấy, mình sẽ có thời gian để mình theo đuổi cái đam mê của cái sở thích hoặc là cái mà mình chưa hoàn tất trong cái cuộc đời này. Nếu nếu các bạn mà đẻ được hai đứa con trai hay là nhà năm đứa con ấy thì các bạn đôi khi các bạn phải đánh mất chính mình cũng chưa đủ là mai sau lo cho các con. Nếu là lo cho con trai thì đấy mai sau là con lấy lấy vợ lấy việc là phải ấy thế nọ kia, nhưng mà còn nếu mà đẻ toàn con gái thì có lẽ là gánh nặng nó sẽ bớt đi. Đấy, sẽ có thời gian để các bạn dành cái thời gian cho những cái điều mà các bạn đam mê, các bạn theo đuổi. Nếu mà đẻ toàn con trai, hai đứa con trai thì phải mỗi tháng phải kiếm 50 triệu. Nếu các bạn đẻ ra hai đứa con gái thì thôi mỗi tháng 20 thôi, còn thời gian bố mày đi thế nọ thế kia. Còn như mình thì nghe thiên văn hoặc nghiên cứu cờ tướng hoặc thế nọ thế kia đấy, đấy như thế. Còn cái vấn đề mà mình cũng nghiệm thì tôi bảo rồi, con nó là ngày xưa các cụ có nói là con là lộc của trời mấy cái đéo gì ấy. Còn các ở trong cái bộ phim Của Để Dành ấy thì người ta bảo là con cái là của để dành đấy, nhưng mà về sau là hai đứa con trai với một đứa con gái rồi. Cũng tôi thấy cái thế hệ ấy là như thế, như thế hệ của tôi là cái bộ phim Của Để Dành cũng rất hay nhá, bạn xem thì các bạn biết. Cuối cùng bà phải bỏ nhà ra đi với thế nọ thế kia đấy, bà phải bỏ nhà xong về sau là con cái hối hận. Các bạn xem bộ phim Của Để Dành, tức là những cái bộ phim Việt Nam xưa rất hay, nó không nhố nhăng, nó không xến xủa, nó không thế nọ thế kia. Bây giờ các bạn xem những cái bộ phim xưa ấy, có thể là do cá nhân tôi thích thế, các bạn không thích, nhưng mà tôi thấy là đấy cái chuyện nhà Mộc rồi bộ phim Của Để Dành các bạn xem không phí thời gian của các bạn đâu, mà người thổi tù vàng tổng với các thứ. Bộ phim bây giờ nó mẹ Việt Nam thì nằm đéo thì nắm siêu xe như thế, nhưng lên phim nó toàn như thế thôi. Xong rồi hở vú hở vê với ngực mông cái thứ, nó kiểu miến liền. Xã hội bây giờ nó thế, giới trẻ hoặc là giới già bây giờ cái mức độ động não cái đấy nó không ấy. Cho nên cái người tạo tác phẩm thì nó không có độ sâu. Cái hậu về sau. Nó các bạn cứ thử thích là xem, cứ xem những cái bộ phim xưa và xem chất lượng hình ảnh hoặc âm thanh có thể nó không tốt. Nhưng mà diễn từ diễn viên cái nội dung nó rất là hay. Nội dung nó cũng sâu hơn các cái bộ phim bây giờ. Cái thứ hai diễn viên nó diễn rất là chân thật đau cùng nỗi đau của nhân vật đấy, sóng ở đáy sông và các thứ đấy. Cái bộ phim mà như thế thì các bạn sẽ biết là đang nói đấy, Của Để Dành thì các cụ ngày xưa cứ nghĩ con cái là của để dành, đến khi có tuổi các bạn cũng nghe được cái câu là trẻ cậy cha già cậy con. Trẻ thì là trẻ con nó cậy cha, già thì bây giờ chúng ta cậy con.
khi chúng ta có tuổi là chúng ta đi đâu là tao là bố của thằng này thằng này. Đấy, bà già tôi chưa ấy, tại vì bà già tôi quanh quanh ở trong làng thì cái uy tín của bà già với cái tên tuổi của bà già nó vẫn còn vượt mình. Mình thì trên mạng xã hội thì nhiều thôi, chứ còn ở trong làng thì nhiều khi người ta vẫn bảo là đây là thằng Tuân con nhà bà này. Đấy, vẫn phải dựa vào bà già, tức là mình không dựa nhưng người ta nhớ đến mình vì mình là con của bà. Đấy, còn nếu mà bà già đi ra ngoài mạng xã hội hay là ví dụ như có nhiều ông Đà Lẵng hay các thứ mà bảo tôi đến thì khi ấy là đây là tao là mẹ của thằng kia. Đấy là người ta có câu là trẻ cậy con, già cậy trẻ cậy cha, già cậy con. Còn khi mà ở cái lĩnh vực là như các ông ấy là nếu mà làm sao phải lập gia đình, làm sao phải đẻ con ấy, thì người ta cho ra là người con là cái người tiếp nối cái chặng đường, cái lý tưởng của người cha. Đấy, ông Thích Chân Quang ngày xưa ông cũng giảng giải đây. Người tiếp nối, ví dụ bây giờ mà chúng ta không dừng đẻ nữa thì chúng ta không có một thế hệ tiếp nối. Ví dụ như ý tưởng của bố hoặc lý tưởng của bố là thế nọ thế kia, giành độc lập cho dân tộc, thì đẻ được đứa con ông truyền cho nó cái động lực, nó là người tiếp nối. Nhưng mà đến khi mình nghiệm ra thì con cái nó cũng là chúng sinh ở đâu chúng nó đến ấy. Mình có mình mà áp đặt cho chúng nó theo những cái lý tưởng của mình thì đôi khi cũng không đúng, không được. Hãy để chúng nó tự trưởng thành, tự đau để mà nến lớn, cần cái gì hoặc là mình biết cái gì mình chia sẻ hoặc mình bảo ban thêm, chứ mình không áp đặt. Vừa bây giờ tôi thích thiên văn nhưng mà tôi cũng không áp đặt con phải theo thiên văn, con thích làm cái gì con thích. Xong rồi mai sau thì cuộc đời con còn dài, nên 30 tuổi, 20 tuổi con có thể học thiên văn nếu con thích. Đấy, chứ mình áp đặt, nếu mà áp đặt đấy là chỉ dành cho những cái người thiếu hiểu biết thôi, trí tuệ người ta thấp, người ta cứ thích áp đặt. Người ta cho những gì người ta hiểu biết nó là chân lý, những gì người ta biết nó là chân lý, còn người khác biết thì toàn những cái vớ vẩn, đéo bằng tao. Nhưng áp đặt là nó là mất tự do, mà chả có gì quý hơn độc lập tự do à. Còn rõ ràng là nếu mà con cái nó thích cái ô tô hay thích một cái gì đấy, thích cái A, nhưng mình bảo cái A này là sai đấy con ạ. Mà như ông Ngô Minh Tuấn ông có nói, trừ trường hợp là cháy nhà và chết người thì mới nên can thiệp sâu sắc luôn. Nếu mà cái mà sở thích của con hoặc cái việc con đang làm dẫn đến cái việc cháy nhà hoặc chết người thì can thiệp sâu sắc, thay đổi cục diện. Còn nếu mà các cái sở thích của con mà nó không đến nỗi như thế, ví dụ như là các bạn con nó đang chơi điện tử hay là thế nào kia thì các bạn tác động vào, nhưng mà các bạn mà cấm đoán tuyệt đối. Mẹ ngày xưa các bạn, ví dụ như lứa tuổi của tôi, bà già vụt tôi gãy hai cái cậy bia ở bàn bia. Bà già ở chơi bia độc đấy, thế hại đấy, thế nọ thế kia. Tại vì bà già cứ áp tôi, chúng tôi phải học đi để mai sau làm bác sĩ, kỹ sư, thành ra công nghiệp. Nhưng tôi sau đấy, trước khi lấy vợ hay sau khi lấy vợ đẻ con, bà trả cho tôi cái gì cả, bà chỉ cho tôi mỗi tiền. Với các bạn thì bảo mẹ cho tiền là có tiền là có tất cả, không có tiền là không có gì. Nhưng mà đôi khi mình đã được bà cho tiền rồi, mình lại muốn là phải chia sẻ cho con những kiến thức kinh doanh từ hồi bé. Tôi con nghe những người nọ, người ta chia sẻ là ngay từ khi con 10 tuổi, bố mẹ cho con 100.000, 200.000 ra buôn thúng bán mẹt đi để trưởng thành đi. Bây giờ từ bé đến lớn là cứ như gà công nghiệp đi, xong rồi chả biết cái mẹ gì. Xong rồi năm nay tôi 18 tuổi, tôi lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống tự lập. Bắt đầu lúc cái gà công nghiệp nó được ra rừng ấy, toàn bị các con gà rừng nó đập cho, xong nó lừa nó các thứ. Các bạn phải hình dung như thế. Cho nên cách giáo dục con cái nó là một cái bộ môn khoa học đấy. Còn tùy theo các bạn không nên áp đặt. Nhưng mà ông Ngô Minh Tuấn ông bảo trừ trường hợp là cháy nhà chết người thì chúng ta mới áp đặt. Còn những cái khác thì cho con nó tự trưởng thành. Còn cái gì chúng ta biết mới là quá trình chúng ta trưởng thành rồi ấy, chúng ta rõ ràng chúng ta hơn con thì có thể là trình bày cái, nếu con chọn cái phương án A này, con làm những cái này theo cái này thì mai sau con sẽ như thế nọ thế kia. Còn con nó tự trải nghiệm lúc sau đấy thì các bạn nói, nếu mà dựa trên cái ý thì con nó chưa trải qua thì nó không ấy được đâu. Học mới hành nó thế. Các bạn nói những cái điều các bạn đã trải qua nó là học, còn con nó phải hành thì nó mới ấy được. Còn nếu mà đứa nào mà nó bố nói gì con nghe đấy thì thằng ấy nó cũng không, tôi nghĩ là cũng không đánh giá cao được mà. Chẳng qua các bạn còn sống và các bạn còn có kiếm tiền với các thứ thì, hoặc là bây giờ nó chưa kiếm được tiền, nó còn ăn bám thì nó nghe. Mai sau mà nó mà có tiền rồi, các bạn biết nó bồ bịch, nó rượu chè, nó bung bét luôn, nó cùa bạc rượu chè. Tại vì từ lúc bé nó đó, cho nên dân mình mới có cái câu là trẻ không chơi thì già đổ đốn, ấy. Trẻ không chơi thì già mất nết ấy, thế nào anh kia ấy. Các bạn hình dung chưa? Tôi đến là tôi nghiệm từ cá nhân tôi thôi. Mà bây giờ bảo là
Bây giờ không va vấp, không đau mà trưởng thành thì nó khó lắm. Chỉ sợ mỗi là con đau con nằm im thôi. Con đau mà phát là con tử hình luôn rồi. Chứ còn con cứ đau và con nghiệm ra xong con trưởng thành thì nó mới là trưởng thành. Thì tôi bảo ông Ngô Minh Tuấn ông chia sẻ thế, còn tự các bạn nghiệm. Trừ trường hợp là cháy nhà và chết người, dẫn đến cháy nhà và chết người thì mình mới can thiệp sâu sắc. Còn rõ ràng cũng quan tâm, cũng đồng hành cùng con, mà bây giờ muốn ấy theo con thì nó đầu tiên là nó là bố là mẹ, thì sau mình phải đầu tiên phải là người bạn của con, người anh lớn của con, xong rồi làm cha làm mẹ. Chứ các bạn ngay từ đầu các bạn đã đặt là cá không ăn mướm cá ươn, con không nên nghe lời cha mẹ trăm đường con hư, xong rồi tao là bố mày chứ mày là bố tao à, xong mày phải nghe tao. Thì các bạn là người bạn của con thì là tức là con nó chơi cái gì xong rồi nó có cái suy nghĩ gì nó chia sẻ cho các bạn, là người bạn lớn của con, người bạn đồng hành của con, thì con nó có cái suy nghĩ như này thì nó chia sẻ cho các bạn, nó không tạo ra khoảng cách. Xong rồi đôi khi là nó sẽ không giấu. Chứ ngày xưa mình thì mẹ, bố mẹ với mình là nó chênh lệch thế hệ. Mình nghĩ cái gì hay mình làm cái gì, mình thích cái gì mình không bao giờ chia sẻ. Làm sao mà các bạn phải vượt qua được cái làm người người bạn lớn của con, xong rồi là người anh cả của con, xong rồi mới là làm cha mẹ. Còn bình thường các bạn toàn áp đặt, tao là cha mẹ chúng mày, tao bảo chúng mày phải nghe, thế nó áp đặt thì con nó mất tự do. Tôi nửa tuổi của tôi là đến khi tôi lên trên Hà Nội là tôi như kiểu là nó thoát xiềng xích, nó ra khỏi chuồng ấy, nhưng mà ra bị các cái con gà rừng nó đánh cho. Thì xong mình mất 2-3 năm lúc ấy nó thật ra nó sụp đổ luôn. Nên đấy nửa lọc lửa xong rồi nó chăn, mình mất niềm tin về 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 con người đấy, mất mấy năm đấy. Tại vì xã hội hoặc là cuộc sống như con hàng nghĩ nó như thế. Nhưng mà tôi bảo bây giờ các gia đình người ta dạy con, những cái gia đình mà người ta giàu hoặc người ta có giàu về trí tuệ, mình cũng ấy. Nhưng mà thường là tôi bảo con cái của mình nó không phải nhiều cái tôi thích làm với con. Tôi còn nhiều cái mà tôi chia sẻ với các bạn 3 năm ấy. Tôi có nhiều cái mà tôi bảo là con cái mình cũng có một cái là tôi sẽ mua 3 cái xe đạp, tôi một cái, con một cái, con thằng kia một cái. Làm thế nào mà từ bây giờ lên Yên Bái hay từ bây giờ lên Hà Nội đi xe đạp phượt. Tôi thì thực hiện được cái là đi xe máy phượt từ đây ra cái khu Quảng Ninh hoặc là Cát Bà, mấy trăm cây đấy, 300-400 cây đấy, cả nhà luôn đi trên một cái xe máy. Nó có nhiều cái kỷ niệm, nó có nhiều kỷ niệm và con đồng hành cùng con. Nhưng bình thường bây giờ các bạn đi du lịch ở đâu các bạn lên xe ô tô xong rồi bắt máy bay đi đến thì nó không có kỷ niệm. Mai sau có những cái mà các đứa trẻ khác nó làm gì có những cái kỷ niệm đi xe máy cả gia đình nuôi 2 con rồi tôi đi mấy trăm cây, đi chỗ nào thích rừng thì rừng, mà toàn bộ mình đấy, kể cả lên bây giờ lên Mộc Châu cái đợt thì các bạn xem toàn đi xe máy ấy chứ. Nhưng mà hình như là đi lên Mộc Châu là đường núi, thế là con cái thủy bảo vứt xe máy vào trong cốp ô tô. Còn đi Quảng Ninh hay đi các thứ, tôi ngày xưa tôi còn táo bạo hơn nhiều, mẹ nghe nhiều các ông ấy, xong rồi trong cái việc dạo giáo dục con ấy mình đau lắm ấy chứ không phải ấy đâu, nghe nhiều đấy. Kỷ luật không nước mắt cái con đéo gì ấy, nhưng mà kỷ luật không nước mắt nói chung là không ấy lắm. Phải xem những cái Montessori cái đéo gì đấy nghe nhiều, nhưng mà áp dụng cho con cái để cho nó, đôi khi thì nói thật ra là đến bây giờ mình tu thân xong thì bây giờ con cái nó là những cái ấy thì mình còn nắn được, chứ còn vợ viết các thứ thì những cái người ngoài mà cùng cái tầm tuổi của mình nó khó lắm. Các bạn hãy giữ các bạn đi đã. Đấy, ngày xưa bảo là đi bộ, bố mà con mình đi bộ khoảng tầm 10 cây, 20 cây, 30 cây, đi bộ xuyên Việt luôn ấy, thì quá là chất chơi người rơi luôn ấy. Rèn nghị lực đấy, cái là rèn nghị lực, đạo đức nghị lực. Xong rồi như ông Trần Việt Quân, các bạn có thể theo dõi ông Trần Việt Quân, nhưng mà lâu rồi ông cũng live stream thôi. Ông Trần Việt Quân là ngày xưa mình đã áp dụng cái ông Trần Việt Quân, nhưng mà từ khi ông đam mê vào cái bộ môn nhân tướng học nên mình đéo tin, mình không xem nữa. Còn sau đấy là ông Ngô Minh Tuấn, cái trường CEO Việt Nam hay cái đéo gì đấy, thì các bạn có những cái người mà để các bạn theo dõi. Ngày xưa tôi có nói với các bạn rồi, mẹ cái khi mà mình có nhận thức, mình chỉ khi mà mình trước khi lấy vợ ấy, hoặc sau khi lấy vợ, loanh quanh khu khi lấy vợ ấy, thì mình bảo bây giờ chả có niềm ước ao đam mê gì, bây giờ chỉ có mong là gặp một ông nào đấy ông ấy trí tuệ, ông ấy vượt bậc hơn mình, cái trí tuệ nó vượt bậc, không phải cái đạo đức người ta vượt hơn mình, nhận thức đạo đức nghị lực đấy, trí tuệ người ta vượt hơn mình. Xong rồi mình cứ cắp sách, cắp vở, cắp nồi niêu xong chảo, cắp cả vợ cả con đi theo như ngày xưa ấy, là minh chủ mấy cả gọi là tướng quân mấy cái gì gì ngày xưa đấy, ví dụ như là Gia Cát Lượng hay là
cái đéo gì đâu, Trương Phi với cái gì Quan Vũ đi theo ông Lưu Bị ấy, gặp một ông nào đấy mà cái trí tuệ nghị lực đạo đức người ta hơn mình, lựa chọn của người ta là chắc chắn hơn mình chỉ lựa chọn đến B thôi, người ta sẽ chọn đến A, mình cứ thế mình đi cắt theo người ta cho nó nhạt, đỡ phải thế nọ thế kia. Nếu như cái thời phong kiến ấy, nó tìm một ông nào đấy mà đạo đức trí tuệ nghị lực hơn mình cứ thế mình cắt cả vợ cả con, cắt tất cả đi theo, có bao nhiêu tiền vàng bố giao cho hết đấy, một mình anh chi tiêu thế nào là em cũng vâng luôn luôn. Thế cho nó nhàn, đỡ phải tự tìm đường. Nhưng mà cái xã hội bây giờ thì nó xong rồi mình rồi sau lại đặt cái vấn đề là tại sao ngày xưa người ta học cái gì hay người ta ăn phải cái đéo gì mà người ta khôn đấy nhỉ. Nhưng bây giờ xã hội mình bây giờ bao nhiêu năm tiến hóa như thế này rồi mà cứ mỗi ông một phách, mỗi ông một phách. Các ông đang ngồi đang xem live stream, cái ông đang chửi chửi ông trưởng thôn ấy, đang chửi ông chủ tịch xã ấy. Những ngày xưa có thế đâu, ngày xưa người ta đi theo ai đến chết luôn, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung luôn ấy, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Nhưng rõ ràng quân nó phải ra quân, thần tử phải ra vua phải ra vua, bố phải ra bố thì người ta mới đi theo đấy, nó có nề nếp, nó có ấy, mấy cả nói chung nó đỡ đấy, chứ đỡ sa ngã. Mình ngày xưa mình trí tuệ với các thứ của mình cũng thấp, cho nên nó lạc loài trong nhiều cái sự lựa chọn. Mà bây giờ có ông nào ông có trí tuệ thông minh với các thứ vượt thoát, mình hỏi một phát ông ra luôn đáp án luôn, rồi cứ thế bố cắt đi theo cho nó nhanh, đỡ phải đau đầu. Nghĩ là đến nghĩ bảo mẹ ngày xưa thế là cái sau rồi, ngày xưa cũng hay, có những ông vượt thoát hẳn lên bao nhiêu nghìn năm luôn, có những người nghìn năm mấy nghìn năm đấy chúng ta vẫn phải học theo. Nhưng có phải là bây giờ đến bao nhiêu năm đây chúng ta cứ đam mê vật chất xong rồi chúng ta ấy thế là cái trí tuệ của cha chúng ta nó lùn đi. Thôi được rồi, hôm nay là mẹ nói vui chơi thôi mày, đừng dạy bố đời thằng nào đi. Mỗi đời mỗi khác, mỗi hoàn cảnh nó khác nhé. Thế thằng Thái Trần kia mày có dở hơi không? Tao có dạy ai đâu. Tao nói là cái nhận thức, cái suy nghĩ của tao. Còn bây giờ nếu mày nghĩ tao là bố đời với cái thứ, mày cứ theo dõi tao làm gì cho mất thời gian ấy. Nói thật ra là cái trường hợp của mày nó y như cái trường hợp cả họ nhà mình khôn. Tức là mày về mày nói với con mày, bố khôn lắm, cái thằng kia nó mõm. Thằng con nó bảo bố khôn, con khôn, cả nhà mình khôn, có mỗi mấy thằng ở trên mạng nó mõm. Mày đang phải theo dõi tao, mày đôi khi là học tao như thế tao cũng chả phải là cao siêu gì. Nhưng tao bảo mày học tao thì hoặc là mày ấy thì mày hãy hạ cái tôi xuống. Tao chưa biết mày là thằng bỏ mẹ nào. Mày đang biết tao. Cho nên khi mà đã xem ai đấy làm ơn hạ cái tôi xuống. Xem ai thế bảo nó đéo giỏi bằng mình đâu mà nó nói phét trên mạng ấy đi. Nhưng các bạn hãy xem hoặc như Thái Trần ấy. Hình như mày người theo dõi thâm niên, hạ cái tôi xuống. Còn ai chả biết là mỗi người một hoàn cảnh, theo dõi người khác là người ta phải có cái gì hơn mình thì mình theo dõi chứ. Bây giờ cứ đi theo dõi người khác nhưng cứ nghĩ là cái thằng mình theo đang theo dõi nó kém cả mình thì theo dõi làm đéo gì, đúng không? Mẹ toàn dành thời gian toàn vào cái vớ vẩn. Mẹ cứ bảo thằng này nghiện nên nó đéo bằng tao đâu, cả họ nhà mình khôn. Thế thì xem cái khác ấy, xem thằng khôn ấy. Nó cứ xem mình xong nó cứ nghĩ mình ngu hơn nó. Còn ai chả biết mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một đấy. Đây tao chia sẻ chứ tao có áp đặt đâu. Tao bảo cái khốn nạn nhất là áp đặt. Khốn nạn nhất trong cuộc đời là áp đặt. Tao nói thật. Mà còn được cái mà mình phải xác định là tao phải nói thật cho mày biết và tao cũng thế. Mình đang xem nội dung của người khác. Đầu tiên luôn là mình đéo bằng người ta đi đã. Cho nó nhẹ lòng. Còn cảm giác là mình hơn nó, đéo theo dõi nó làm gì cho mất thời gian. Bố mày giỏi hơn nó, muốn đi theo dõi nó làm cái đéo gì. Bây giờ hạ cái tôi xuống. Nó chắc là nó có cái gì đấy, nó hay hay đấy, mình xem nó thế nào. Còn phản biện làm sao mà phản biện nó có tư duy một tí. Chỗ nào tao sai phải nói lại. Còn ai chả biết đâu, nhiều hoàn cảnh ngay từ đầu tao đã nói là áp đặt là cái tội lỗi lớn nhất của loài người. Mình không áp đặt cả. Tôi đang nói những cái hiểu biết cái ấy của tôi. Còn tôi ước ao nhiều thứ nhưng các bạn không ước ao thì thôi. Đúng không? Bây giờ mẹ lên mạng cứ hổ báo theo kiểu là cả họ nhà mình khôn, tất cả bọn ở ngoài kia từ từng thằng trưởng thôn đến thằng livestream nó toàn ngu hơn mình. Thế theo dõi chúng nó làm đéo gì? Xem chúng nó làm đéo gì? Một mình ra mà lập quốc, ra ngoài đảo kìa. Để dạy khỉ với các thứ. Mẹ bọn người ở Việt Nam này nó khó giải phóng lắm. Mỗi mình khôn cả họ nhà chúng nó ngu. Thế thì xem chúng nó làm đéo gì? Hạ cái tôi xuống. Mình đang phải theo dõi người ta. Chắc là mình không bằng người ta cái gì đấy. Nghe xem nó ra cái gì và phản biện thì phải có logic, có trật tự. Thế là kiểu phủ nhận sạch trơn mà tôi ngay từ đầu các bạn thấy tôi chia sẻ từ đầu đến cuối mình có áp đặt đâu, mình bảo tội lỗi loài người,
mẹ nó ngang với tham nhũng, nó còn hơn cả tham nhũng là áp đặt, đúng không? Không phải hạ hỏa đâu, nhưng mà đôi khi nó căng thẳng như thế để người ta biết. Mẹ đây cứ đi theo dõi, dành thời gian ngay từ đầu. Tôi bảo là cái mấu chốt là cái khả năng tự học, đó là kỹ năng vua, là khả năng tự học. Còn tôi nói thì các bạn không có kỹ năng tự học thì nói là cứ nghe, thì thằng ấy nó nói chắc chuẩn đấy. Đéo phải đâu, cái kỹ năng tự học là các bạn phải phản biện để hoàn chỉnh tư duy đấy. Còn cái thứ hai nữa là dành thời gian cho những điều xứng đáng, thấy cái gì hay mà áp dụng cho bản thân thì xem. Các bạn bây giờ đang thích xem vú vê các thứ thì ra xem vú vê, nhưng mà sau đấy 10 năm 20 năm các bạn sẽ trả giá cho những điều các bạn làm đấy. Ai ăn đấy no, ai tu ấy trứng. Tôi nói những cái điều mà tôi đang nghiệm ở cái lứa tuổi này thôi. Có thể những cái người 18, 15, 16 mình cũng đau đáu, là ví dụ như các bạn mới lập gia đình thì những cái tôi chia sẻ như này thì sau đấy các bạn sẽ nghiệm. Còn ai chả biết là mỗi người một hoàn cảnh ấy. Mỗi người một hoàn cảnh nhỉ. Có mình có lấy gì đâu nhỉ. Ôi được rồi, chào cả Ngọc Vũ, chào cả các thể loại chào. Ôi được rồi, là đây này, vào nhà người ta lại còn chê, không ưng thì cút. Thực ra là người ta được quyền bình luận, nhưng mà thường là cái sai lầm là các bạn cứ nghĩ các bạn là vĩ nhân. Còn tôi ngay từ đầu video tôi đã bảo là cái này nó là nhà của mình, chứ không phải là mình yêu cầu các bạn chia sẻ, hay là tôi đang phát ở một cái gì đấy mà mình như kiểu ví dụ bây giờ tôi đang phát trên một cái gọi là cái nền tảng của người khác, tức là tôi đang xây nhà trên đất người khác thì tôi còn bị phụ thuộc. Còn tôi đang phát trên cái này là hầu như cái tính chính danh của tôi nó cao, hầu như tôi đang phát ở trong nhà. Nhưng khổ lỗi là cứ các con rời nó cứ chạy, mình đang phát ở trong nhà nhưng mà cứ người đéo nào cứ chạy từ ngoài ra vào, xong rồi bảo mẹ cái thằng nó phét, xong lại cun cút chạy đi. Nó khổ. Các bạn phải biết là để dành thời gian để các bạn kiếm tiền và các bạn giàu. Đấy là cái mà chắc chắn là cái thằng bỏ mẹ kia nó cũng đang, em có một ước ao, em có một khát khao. Thế thì cái mình đi làm việc của mình, thằng kia nó đang hát ở nhà nó mà nó ấy thì thôi bố đi. Bây giờ nó ở nhà nó đang tiếp khách, tự nhiên chạy vào bảo mẹ thằng nó phét, xong lại cuốn gói chạy đi thì lại mang tiếng để nó chửi. Ngày xưa mình còn phũ phu, mình còn chặn cơ, nhưng mà đến bây giờ tôi bảo là cửa nhà tôi không có khóa, nhưng mà được cái là mình cũng phải nói cho người ta để biết đâu có một cái người ta ấy thôi. Còn nếu các bạn phải chấp nhận là các bạn ở cửa dưới một tí, mà lúc mới thi tôi nói như thế thì các bạn lại bảo mẹ thằng này nó lại bố đời, nó trịch thượng hay cái thứ. Nhưng tôi phải bảo đôi khi là đánh động các bạn như thế để chúng ta có một cái nó tôi cũng thế, chứ có những cái mà người ta mình theo dõi và mình vô tình mình gặp ở trên mạng mà mình thấy không ưng ý thì mình rời đi, thấy không hay thì rời đi. Khi nào người ta hay thì mình ở lại, học được cái gì áp dụng cho bản thân, tiết kiệm thời gian của mình. Và ngày xưa tôi có bảo là ai cũng có khán giả của riêng mình, các bạn hãy tiết kiệm thời gian đi đã. Nếu mà ví dụ như là bây giờ các bạn xem một cái gì mà cảm giác mà thằng kia nó nói vớ vẩn quá thì các bạn rời đi trong im lặng, và như thế cũng đóng góp làm sạch cộng đồng đấy. Đây là đéo thế gì cứ ngồi chửi nó, thế là thành ra nó càng được đề xuất, thế là video nó lại càng lan tỏa đến những người khác. Cách trừng phạt tốt nhất cho người khác là thấy nội dung không hay im lặng rời đi, không để lại dù chỉ một dấu răng. Các bạn có hình dung không? Các bạn không hiểu đâu mà. Tôi có nói đến lần này 5 năm nay rồi. Khi các bạn để lại bình luận mà mặc dù nó đéo hay, để lại bình luận, thế là từ lần sau thế là Facebook của các bạn hoặc TikTok của các bạn